Chị Tâm là ai đây? Đang tìm chồng. Trời ơi, vậy không nghe. Nè, quay lên là có chồng liền. Sớm về bán hay im không cô? Dạ. Dạ, mình bữa nào cũng đông vậy trơn hả cô? Quá vui rồi. Gần Tết rồi. Nửa ký rau lan 8 ngàn. Rồi lấy con nửa ký rau lan nha. Mua thiệt không? Mua thiệt luôn. Dạ. Mua thiệt luôn. Con gửi đây xíu ra lấy nha. Thiệt thôi chứ hả? Dạ thiệt, chắc đây đang bán chứ. Đây mình đang bán bức kẹo Tết rồi nè. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 46. Ôi, 46 mà còn trẻ đẹp quá luôn nha. Đẹp không? Ừ, dưới một đen. Dạ. Mến chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Ngày mới em xin kính chúc quý cô chú anh chị mình có thật là nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc nha. Thì hiện tại là em đang có mặt ở tại thị trấn Cái Bè của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang quý cô chú anh chị mình đây. Thì trong clip lần này em sẽ đưa quý cô chú anh chị mình cùng đi tham quan lại chợ Cái Bè với em nha. Ôi ôi, sáng nay phải nói là không khí ở đây bà con đi chợ tấp nập luôn cô chú anh chị ơi, quá trời đông rồi. À, thì hiện tại là em đang đứng ở đây là đường có tên là tỉnh lộ 875 hướng đi hẳn này, thì cô chú anh chị mình có thể là đi ra ngoài quốc lộ 1A được nè, ra tới đó thì cô chú anh chị mình có thể là đi về Sài Gòn hay là đi về Long An, đi về các tỉnh thành khác ha. Còn hướng ngược lại thì là cô chú anh chị mình cũng có thể là đi ra ngoài quốc lộ 1 được luôn, nhưng mà ở đây thì quấn một cái vòng ra, còn kia đi hẳn không à. Đó thì chợ cái Bè thì sẽ nằm cặp bên đường tỉnh lộ 875, phía trước này là cầu Cái Bè đó. Giờ thì mời cô chú anh chị mình cùng đi xem cái không khí sáng nay bà con đi chợ buôn bán như thế nào nha cô chú anh chị. Quá trời đông ở phía trong luôn kìa, nghẹt đường luôn á.
đó. Bữa nay là thấy bà con đi mua bông mua hoa y như ngày Tết luôn, quá trời xôm vui rồi. Ở đầu chợ đi vô ở đây thì là em thấy bà con cô bác bán trái cây ha, trái cây dài vô. Ở phía góc bên đây thì là có một cái nhà giữ xe. Ở đây thì em thấy người ta đây treo bảng là giữ xe từ 6 giờ tới 12 giờ trưa thôi. Xe đạp thì 4.000, xe Honda thì 5.000. Cô chú nào mình đưa đi xe đạp, xe gắn máy thì có thể đến khu vực này để gửi xe ha. Ồ, quá đông rồi. Hôm nay là chợ cái bè, trong đây thấy toàn bộ bà con đi bộ thôi nha. Ở đây người ta làm một cái hàng trắng nha, để cho xe đừng có vào. Quá đông luôn. Chào Tết này, cửa hàng được không? Dạ, đây mấy cô bán trái cây quá trời nhiều luôn nè. Vú sữa, mận đồ. Chào cô. Sớm giờ bán hay im không cô? Dạ. Chợ mình bữa nào cũng đông vậy trơn hả cô? Quá vui rồi. Gần Tết rồi chắc đông dữ nữa hả cô? Tết phải đông rồi. Dạ. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe bán đắt nha cô. Dạ. Đây có cô đang mua xoài nữa nè. 33 với 65. Ôi xoài ngon quá. À, sau này là loại xoài gì hả cô? Cát và lòng. Ôi ngon quá ha, đẹp quá luôn nè. Đây là loại nhất và nhì gì nè. Loại nhất của Hòa Lộc. Dạ. Để em cho chị thêm cái. Con cảm ơn cô. Chợ này giờ là nhiều bà con buôn bán mà nhiều người đi chợ luôn cô chú. Rất là đông vui luôn nè. Các gian hàng bán trái cây ở đây rất là dồi dào luôn. Tới đây thì có một cái cua quẹo bên mé tay trái đây. Wow. Cái cua này suốt cái chồng bà con đi quá trời đông luôn nè. Nghẹt đường luôn. Toàn bộ là bà con đi bộ mà không thấy một bóng dáng chiếc xe nào trong đây hết luôn. Con chào cô. Trời ơi, nay đi cấp nữa kìa. Dạ. Hồi nãy con chú kia mới quay đi qua nữa đó. Chú kia bạn của con luôn á. Dạ. Đồng nghiệp không? Đồng nghiệp không à. Còn đây có cô bán cái mì. Còn xe không mà. Dạ. Cha nay chú kèo lại mua rồi phải khuynh luôn ha. Dạ. Bánh này là của mình luôn á hả cô? Của mình luôn. Ồ, quá hấp dẫn luôn rồi nè. Đây bánh da lợn nè. Nhiều màu, dạ. Nhiều màu sắc. Nhiều màu sắc luôn. Quá trời đẹp luôn. Mưa lên cho nó sơm sơm là chút. Dạ. Đây là bánh gì đây cô? Cái đó bánh mì nướng. Bánh mì nướng. Bao nhiêu tiền một miếng cô? 5.000 một miếng. Đấy con. Con lấy một miếng bánh mì với một miếng bánh mò này nha. Da lợn. Da lợn hả? Da lợn. Dùng thử rồi mai mốt có về cái bè ủng hộ. Dạ. Ủng hộ chị. Thấy cái mâm bánh là thấy biết ngon rồi đó. Dạ. Ừ. Của con nhiêu cô? Mâm bánh có 10.000 thôi. Dạ. Hai miếng 10.000. 10.000. 10.000 là của mấy cô chú các bạn bác ạ. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ, đẹp không chú? Con bay chú lên luôn nha. Trời ơi, chú khoái. Đây lên cho đẹp trai. Vô bài luôn á. Đây, hoàn cảnh bữa nay chợ đi quá đông rồi, gần Tết á. Vắng rồi đó hả chú? Wow. Vậy là chú nói vắng rồi nè. Chán lắm rồi. Dạ. Chứ so với những chợ khác là ở đây đông gấp mấy lần hả cô? Ở chợ huyện. Dạ. Ôi, bánh lọt rồi kìa cô chú. Quá ngon rồi. Có xong gì không? Bánh lọt xin xa. Dạ. Hột lựu. Đầy đủ hả? Đầy đủ. Nhưng mà ở đây mình đâu có ra chén đồ ăn tại chỗ hả chị? Có ly không? Không có, là đem về nhà ăn thôi. Em lấy một bịch này đi. Đúng rồi chị đi nha. Dạ. Nó ngon đó. Kẻ này thi ở đây là cả theo. Có cốt sẵn luôn nè. Đúng rồi. Còn cái này là mình để nước cốt sao á chị? Để chung thì nó hư không? Tới giờ tám giờ chị lấy riêng đi. Tới trưa em mới về tới nhà quá. Lấy riêng đi. Dạ. Rồi vậy lấy em một bịch riêng đi chị. Có khóa hơi hết cân. Có 10.000. Nổi không hả? Nãy em kia là ở Vĩnh Long qua đó. Vĩnh Long hả? Dạ, ở anh ở đâu bên Bình Hòa Phước á. Nãy chị nghe nói bên Cồn, bên đâu đây. Dạ, đi phà qua. Cầm trước chị nha. Dạ. Rồi, chị cảm ơn nhiều nha. Rồi, em cảm ơn chị nhiều, chúc chị bán mau hết. Ừ. Cái bên thì có chị bán khô, quá trời các loại khô luôn. Nhìn xôm tủ quá trời luôn. Dạ, bà con bán quá đông vui rồi. Ôi đi chợ về hả mấy cô mấy chị? Giờ này bà con đi chợ cũng thấy mua đầy đủ đồ về đó cô chú. Ở đây đi chợ cũng tương đối là sớm.
giờ này thì mới tầm khoảng 7 giờ sáng hơn. Ồ, 7 giờ hơn rồi nghe cô chú. Khu vực dài phía trước này thì là bán rau củ các loại nè. Mùa này là đi đâu cũng thấy chợ bán củ kiệu hết trơn nè. Ở đây có củ kiệu lạc đọt nè. Ồ, kiệu đây cô bán có 65.000 ký à. Bao nhiêu? Ở đây có cô mới hỏi thì em nghe ké. Quay lên này cho vui. Dạ. Đây là quang cảnh ở phía sau lưng nè cô chú. Đó, rất là đông đúc bà con chợ hôm nay luôn. Chợ này em thấy rất là đông. Ở dài dài phía trước này thấy có bán mứt kẹo Tết rồi nè. Ồ, hạt dưa rồi hạt sen đủ thứ hạt kìa. Có kẹo chuối rồi nữa nè, kẹo mứt Tết chuẩn bị dần dần này. Chú đi chợ thấy vợ hả chú? Dạ, người đàn ông đảm đang. Dạ. Trước này có cái sạp rau củ bà con ghé đây mua quá đông luôn nè. Cô ở phía trước này thì bán rau các loại nè, nhìn rất là ngon. Nửa ký rau lan 8.000. Rồi lấy con nửa ký rau lan nha. Đây, ở đây có cái phòng này đẹp quá luôn. Con sữa đũa cô đặt sẵn nha luôn rồi. Cái này lặt dễ không cô? Cắt cái đó, lại cái vỏ ngoài, tách cái giữa bẻ vậy thôi. Mua thiệt đâu, mua thiệt. Mua thiệt luôn. Mua thiệt luôn hả? Dạ. Mua thiệt luôn, con gửi đây xíu ra lấy nha. Thiệt ha, chơi hả? Dạ thiệt, con chắc đèn đàng hoàng chứ. Ai biết nữa mà quay 10.000 luôn. Dạ quay, quay quay nhưng mà 10.000 luôn nha. 10.000 luôn đi. Đây con gửi tiền. Thôi con xách đi luôn, hồi cho mấy bà con bán vé số luôn. Rồi, em đi dài dài vô nghe. Quá trời đông vui chợ hôm nay rồi. Ui, sao khúc này ấy mấy bà con đi xe rồi nè. Tôi dài dài trước này thì bán nhang đèn nè. Rồi kẹo mứt Tết quá trời dồi dào luôn kìa. Wow. Mấy cô đây đang lựa kẹo mứt Tết hay gì nè. Đang mua kẹo mứt Tết để dành hả vậy con? Vậy hả? Ôi, kẹo mứt Tết ở đây để giá toàn bộ luôn nha cô chú. Đây nè, cái loại này 8.000 đồng à. Ở trên thì 10.000, còn ở trên nó 15.000. Ồ, quá trời cái gian hàng quá là hãy ham rồi. Mứt kẹo Tết đủ các loại hết trơn luôn. Đó, giá cả đồ từng loại hết trơn nè cô chú. Ai mình có mua chuẩn bị Tết thì có thể đến gian hàng của cô trong đây ha. Thì phải thấy cái tên hết đó. Có thì về quảng bá lên luôn. À, bên đây có mấy cô ngồi bán cá ở đây nè. Cô cho con xin quay hao cá này cái nha cô. Cá này là cá gì vậy cô? Ồ, mùa này cũng còn cá linh nữa hả ta? Dạ. Có ngại không? Sợ ngại thôi. Dạ. Dạ, bán cá giàu quá giàu luôn. Dạ. Tao không biết đâu đi bán mua niềm vui sao cô? Dạ. Cô bán trái cây đẹp lắm hả chị? Cơm rồi em ơi. Dạ, mình đấu trang rồi không thấy dễ đẹp quá. Không thấy dễ đẹp.
Dạ đây nè, người đẹp đây nè, không có đeo khẩu trang, quá đẹp luôn nè. Ừ, wow. Đẹp thấy hồ luôn nè. 10 điểm luôn. Chắc cơm. Chắc cơm 12 ngàn đồng 100 gram nè. Có mua một đi. Dạ 12 ngàn. Đậu nhiều cái. Dạ đậu 30. Đậu que. Đậu que này về luộc sấm chao ăn cũng ngon lắm nè. 30 ngàn một ký. Mua về luộc ăn hay xào cô? Xào hả? Cô ăn thêm rau lan luộc không? Con gửi tặng cô bịch rau lan nè. Dạ. Ôi mình đi dài dài trong đây nha cô chú. Quá đông rồi. Trong đây thì có một số bà con cô bác bán cái xà bịch á, mà nhìn rất là đơn giản luôn, không có phải cần làm coi như là xà không. Ô ô, cá này làm gì mà nó nhảy dưới vậy nè? Sao nó nhảy dưới vậy cô? Nó muốn đi. Này là con cá gì vậy cô? Dồ đéo. Cái dồ đéo hình như là nó có cái đéo bên đây là kêu cái dồ đéo nào phải không cô? Cái dồ đéo là cô chú anh chị. Ở chợ này bán nhiều cá sông quá ha. Con cảm ơn cô nhiều nha. Chúc mấy cô bán đắt nha mấy cô. Trời ơi. Khô các loại. Tôm khô. Ở phía trên bên tay phải của em là khu này là bán quần áo luôn nè. Rồi trong đây bán được không chú? Chậm lắm. Vậy hả? Sao ngồi tuốt ở sau lưng vậy? Chứ không có chỗ lấy gì ngồi ngoài. Dạ. Mốt rồi mua cái nhà ở ngoài đường bán cho tiện chú ơi. Có gì nữa không anh? Có nhiều đó à. Chúc chú bán đắt nha chú. Dạ. Bên đây có cô này bán tôm nè. Cô bán tôm. Sớm giờ bán chạy hàng không cô? Dạ. Cái gì hết hồn với cô? Cô bán xoài, bán ổi nè. Ở đây có trái xoài tí tẹo thấy cưng quá ha. Xoài này là xoài gì vậy cô? Xoài đeo. Xoài đeo. Nhỏ xíu à. Nhỏ gì mà nó có vỏ không cô? Dạ. Đây cô đang lựa xoài đeo nè. Cái này mình lựa trái sao nó ngon cô? Sống sống vậy nè, nó già. Dạ. Sống thì nó già ngon ha. Rồi con cảm ơn mấy cô đây nhiều nghe. Quá đông rồi. Đó, quá vui. Khép khép lại nghe. Dạ. Đây có cô bán nước đơn với Hương đó nè. Chị bán khóm ngồi gọt. Dạ. Thấy gọt khóm đẹp không? Quá đẹp luôn. 10 điểm luôn. 10 điểm luôn phải không? Dạ. Dạ, bữa nay đi nhiều yêu chợ cái bè cô ơi. Dạ, con ở Vĩnh Long. Dạ. Kênh con là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long không có tên. Dạ, thì tên đó đó. Dạ. Thì tên Khám Phá. Dạ. Đâu hôm nãy giờ đừng lên YouTube rồi đã ta. Mất cả. Dạ. À, mấy cô bên đây đang nghẹo của Tám mà bán trái cây nha. Ngồi vậy đó. Ngồi vậy nó mới thoải mái cô ơi. Chứ ngồi khép khép khi nó không được thoải mái không. Dạ. Dạ đúng rồi. Đây có cô bán nấm rơm xinh đẹp quá nha. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? À, 46. Ôi,
16 mà còn trẻ đẹp quá luôn nha. Đẹp không? Ờ, điếu cà phê. Đi chút đi nha. Dẫn chị tôi điếu cà phê ha. Dạ. Chút đi uống cà phê. Đây, em chúc mấy cô mấy chị đây mua may bán đắt nha. Dạ. Bên này ở không chị chúc, con chúc toàn thể đây hết luôn mà. Dạ. Nhiều đó con. Dạ. Đây là bà mẹ Việt Nam. Đây là bà mẹ Việt Nam anh Hùng. Đúng rồi. Dạ. Đây nè, dặn con nè, 1 2 3 4 5 lỗ. Dạ. Ờ đó. Thấy không? 1 2 3 4 4 đứa bự cái bá hơn của tôi là đẹp nhất. Đẹp nhất luôn. Đẹp nhất luôn. Dạ. Vậy là cô là mẹ của mấy chị bên đây đó hả con? Không. Dạ. Dạ. Con có má không đó con? Dạ. Con bự cho má không? Đòn bự không à, sao lột qua bên chị này hơi bé bé. Tại vì dành tới chân rồi lấy thì con. Thôi bốn bà này không quay đi quay đâu bên đuôi. Dạ, ra dạ. Đây. Đã giờ rồi. Dạ. Ôi, nút lại nút bên quầy. Nói quay người lớn con. Dạ. Quay người nhỏ con á, không thèm quay luôn nè, lúc nào quay bên đó không à. Chú bên quầy ra nút điện tắt. Đúng rồi. Để cho bánh không à, không bao giờ cho này. Tại vì bên đây nhỏ con ăn ít. Con có má không đó con? Dạ. Dạ, 4 đứa gái bự cho má vậy con. Dạ. Gã hết chưa má? Gã hết rồi. Gã hết rồi ha. Dạ. Gã hết rồi. Rồi, con chúc má gì sức khỏe nha má. Quảng cáo nghe cái hết hồn luôn á. Dạ. Rồi, chúng tạm biệt. Cái đâu mà khùng như vậy? Cô ở đây bán chôm chôm ngon quá nè. Chôm chôm ngon. Này nhiêu ký con? 50 ngàn. Dạ. Tôi có bán nửa ký không? Có. Trời chưa cần được còn ký gì. Này là chôm chôm Thái nè cô chú anh chị. Chôm Thái ngon quá, ngon luôn nè. Dạ. Cái này vô mùa này chưa con? Không, cái này không như là nó có nghịch đó ha, chưa vô mùa. Để nó mới mắc nè. Dạ. Còn vô mùa tháng 8 ấy mới vô mùa. Tháng 8 giờ hơn rồi cô. Này vẽ đây tháng 10 nó nói này đầu mùa. À. Nó mới đầu mùa. Dạ. Nó đầu mùa đó nó mắc. Dạ. Con gửi đây đi để con lấy một trái ra con khui cho bà con coi thử cái rồi. Quảng cáo phải không? Dạ. Đúng rồi. Quảng cáo chôm chôm Thái. Ai? Chôm chôm này mình trồng đây luôn hay hả? À, trồng đây ở đây. Dạ. Mùa nào vậy? Đây cô chú anh chị, đây là một cái trái chôm chôm Thái em mới vừa khui ra nè. Đó, cơm rất là dày luôn ha. Mời cô chú anh chị mình cùng ăn chôm chôm sáng với em nha. Ăn chôm chôm sáng, sáng giờ chưa ăn sáng. Ngọt ngon. Chào cô. Dạ. Gửi cho anh Hà Sách ra về, Hà Sách luôn. Dạ gửi anh chút ngân hàng đấy. Dạ. Ngọt ngon, giòn nữa. Cô đây bán rau cải luôn. Thấy giọt sạch, sẵn, sạch sẽ luôn. Dạ. Dạ, đủ các loại hết. Cái này đặc sản nè, rau mát nè. Lục bình. Lục bình hả cô? Lục bình luộc với cà lạc. Dạ. Lục bình luộc. Dạ. Ai ăn chay mua này ăn nha. Dạ. Chấm mắm làm lẩu mắm, đủ các loại hết. Rồi con cảm ơn mấy cô ở đây nhiều nghe. Con chúc mấy cô ở đây nhiều sức khỏe. Dạ, chúc cho mấy cô bác ở đây mua mai bán đắt. Mua một cắt là bán 10 đồng luôn. Dạ. Đó, cô đang gọt trái bí cho cô chú. Đó. Thấy quá chuyên nghiệp luôn á. Dạ. Bí này chắc dẻo lắm nè. Nó già lắm rồi. Dạ. Gọt sẵn vậy là mình bán nhiêu ký cô? 25 nghìn. Dạ. Má này là mình gọt cho người ta, mình bán rồi 20 ngàn ký. Rồi. Dạ. Giờ mình gọt, gọt giùm. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Rồi. Con cảm ơn. Nó bỏ không thêm chút. Dạ, củ đồ gọt sẵn trên của chú.
phải mở nè, phải mở với phải từ, phải mở phải từ phải lan, dạ. Ba loại luôn, ba loại luôn, cái môn luôn, cái môn đây, cái môn đâu con này hả? Đây đúng đó, đúng rồi đó, đó dạ. Đây là cái môn á. Nhìn đó đỏ ngộ ha, này chắc ở miền ngoài gì hả cô? Đúng rồi, nó trồng đất đỏ á. Dạ. Trồng đất đỏ. Trồng đất đỏ. Đó, phải tự luôn, phải lan luôn, phải mở luôn. Ai có ăn khoai thì ghét cô. Cô chuyên cung cấp những cái loại khoai. Ừ, khoai dứa luôn. Khoai dứa là khoai gì nữa con? Thơm thơm đá dứa. Cái củ bự này hả cô? Ừ, đúng rồi. Ôi, mới thấy luôn. Đó, khoai dứa đá dứa lắm á. Củ này bự ghê luôn. Có củ nhỏ kế bên đó gì nè. Ừ, đó, đó, đó. Này là loại khoai dứa. Ăn nó thơm thơm đá dứa. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha cô. Mấy cô này sáng quá trời vui vẻ luôn á nha. Dạ. Đi chợ gặp vậy là rất là vui cô chú. Dạ bà con bán nè. Miếng bún hồng vịt gì vậy đây. Đây, cô có để giá nữa nè. Lạc 32.000 chục à. Giá này cũng bình dân. Có loại 28 giá. Dạ. Thôi hồng vịt không có gì để quay đâu. Hồng vịt không có gì để quay hả cô? Mấy cái đồ vườn rồi nó lạ, cái này ai cũng biết. Dạ, hồng vịt này là cũng từ vườn ra mà. Có bắp non rồi nè. Dạ, bắp non hả cô? Bắp non lạ nè. Cái này ngon lắm nè. Cái này nấu súp ăn ngọt ngay luôn. Với lại chiên ăn giòn giòn không cô? Có chiên chiên. Dạ đúng rồi. Này bắp non nha cô chú. Nhưng sao mà người ta không để bự bán mà người ta bẻ gì bán ổn con? Tiễn rồi hả? Ừ. Dạ. Bắp non. Trường cây ăn trái vậy, cái bắp nó bự. Dạ, bắp non vậy là mình bán ký ở đây nhiêu con? 30.000 ký. Dạ, 30.000 ký bình dân ha. Ừ. Ở đâu con qua đây quay? Con ở bên Vĩnh Long. Dạ. Cái này là bữa nay mấy tay mà bữa nào mới có. Dạ chắc ngày mai hoặc ngày mốt mới có. Cái bè. Dạ. Cái bè phải không? Dạ cái bè. Nhà có hoài gì? Dạ. Mà có hay coi chợ không? Hả? Cô có hay coi người ta làm quay chợ không? Có. Vậy hả? Dạ. Thôi để chợ các bạn. Ơi, xin chào. Chào anh bạn. Đây là anh bạn hôm nay đi chung với em cô chú. Dạ, dạ, dạ. Kênh của anh ta là Năm Nhỏ Vlog. Quê ai? Vlog. Dạ. Ai ai mình có thời gian thì qua xem ủng hộ bạn em nha. Rồi, rồi xin chào cô chú anh chị. Dạ, con chúc cô bán nát nghe cô. Rồi anh đi bà xã đi công chuyện rồi. Đi quay cái gì đó anh em rồi uống một vài chai. Ok. Rồi bye bye nha. Chúc gặp lại. Rồi cũng đi cô. Ôi trước này bán xoài chín hay gì nè. Đó. Cái này chung hãng hả? Dạ, nói chung anh em làm chung nghề, bạn nhau. Dạ. Dạ. Ôi đây có bán mảng cầu ngon quá nè. Ở đây có ngoại ngồi bán rau ở đây cô chú. Sáng giờ bán được không ngoại? Dạ. Rau này là ngoại chồng ở nhà đem ra bán hả? Rau này ngoại chồng ở nhà đem ra bán hả? Dạ. Cái này nhiêu bó ngoại? 8-7 ngàn. 7 ngàn một bó. Dạ. Ngoại lấy cho con 2 bó nha. Dạ. Sao ngoại? Ăn nó ngọt, nó không có nồng. Cải này ăn ngọt không có nồng ha? Ừ, nó nồng. Dạ. Này là cải, gọi là cải gì đây ngoại? Cải bè xanh. Cải bè xanh. Dạ. Đây cải bè xanh này của chú anh chị. Này bán mấy ngàn cá không? Dạ, con không biết ăn rau đó ngoại ơi. Rau cá không biết ăn. Dạ. Cái đó... Cái... Sao ăn cái đâu ngoại? Mùi là... Có cái mùi, quan trọng cái mùi. Dạ. Nhầm người ta biết ăn người ta nói ngon, còn con ăn cái mùi đó không được. Ông cậu đổi cho 2 tấm giấy 5 ngàn đi. Vậy hả? Dạ.
chị ơi làm ơn cho em đổi 2 tấm giấy 5.000 đó chị. Dạ dạ, để con coi con có tiền lẻ không, con đưa cho ngoại nè. Của con tổng hết thảy là 14 hả ngoại? Dạ thôi đây cô đây cho đổi nè. Con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ sao ngoại? Đâu ngoại đưa vậy nè, ngoại lỗ á. 2 bó 14.000 lận, mày hết con 1.000 thôi. Dạ ngoại hết con 1.000 đưa 3 tờ này nè. Hết được 3 tờ này nè. Dạ. Lấy tờ 5.000 lận. Rồi đó. Dao này là ngoại tự trồng hay là ai trồng cho ngoại bán ngoại? Tôi dao có bán. Vậy hả? Nè, vậy nè, cũng được đó nè. Vậy nè. Thấu vậy nè, đúng rồi. Dạ không. Ủa, nãy có thôi, thôi còn 1.000 thôi à. Vậy nè, đủ rồi nè. Dạ, không, đủ rồi đó. Thấu tốn rồi. Dạ. Nói bà đưa lên truyền hình đó. Lên truyền hình YouTube nha. Thôi, không có lên truyền hình. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? 66. 66. Dạ. 66. 86 hả? 66. 66, dạ đúng rồi. Rồi ngày mai bán có 1 hao này thôi hả? Có mấy lượng à? Dạ. Ngoại ơi, ở đây có chị Tuyết á, gửi tặng cho ngoại phần quà 200 nè. Thôi thôi cậu ơi. Dạ. Cảm ơn cậu nha. Dạ, để con gửi lời cảm ơn này tới chị Tuyết. Dạ, chị Tuyết gửi cho ngoại cho mấy của con. Thấy ngoại bán ít nè, không có nhiều tiền. Cảm ơn cậu nha. Dạ, con chúc ngoại nhiều sức khỏe. Dạ. Đây có chị này bán khô được các loại này của chú. Em chào chị. Sớm giờ bán đắt không chị? Dạ. Nay được quay phim nhiều quá ha. Nay được quay nhiều luôn. Dạ. Nãy chắc anh bạn của em đi quay khu này trước rồi nè. Nãy có anh lại đây quay phải không chị? Có anh lại đây quay rồi. Dạ. Quay rồi đồ này ta biết nãy cho con hay gì ạ? Dạ. Chú ăn không? Nói chơi mà. Dạ. Nói chơi kiếm niềm vui. Đây cô đi chợ được một chút. Wow. Mua gạo. Bữa nay mình ăn chay hả cô? Ăn chay con. Wow, dạ. Ăn 4 ngày chay. 4 ngày chay là bữa nào với bữa nào cô? Có 2 bịch 20 thôi, là có 30 thôi. Thấy không? Nhém lỗ 10.000 rồi. Mấy không lỗ 10.000 rồi đó. Dạ. Chay tại tháng này tháng thiếu ăn 27, 28, 29, 11. Trời, vậy là ăn từ 27 luôn. Dạ. 4 ngày, tháng 10 ngày là ăn cái này là liên tục 4 ngày. Dạ. Con ở đâu đi quay ạ? Con quê Vĩnh Long. Dạ. Cái anh mà cao cao đó anh quay tao cũng thấy tao lên lên màn hình luôn đó. Vậy hả cô? Dạ có. Dạ. Cô đây bán đồ chay quá ngon nha cô chú. Cái này mình tự làm đúng không hả cô? Tự làm luôn. Món này gọi là món gì đây cô? Món Thái, gọi là món Thái, như là người Nam mình gọi là mắm ruột. Dạ. Người Nam gọi là mắm ruột, còn người miền ngoài chắc gọi mắm Thái ha. Mắm Thái. Dạ. Đây cô chú anh chị, rất là hấp dẫn luôn. Dạ. Cái làng làm mà gọi là món Thái. Thôi cô có khách bán này, con chúc cô bán đắt nghe cô. Ôi da cũ đây quá trời đẹp ngon luôn nè. Đây mấy cô chất lên cái gỗ trên bài lên, nhìn khá đẹp mắt nha. Giờ quán ăn nè, cái là 10 nha. Cái thì 10 nha. Salad 5 nè. Cái này mua cải nè. Rửa tay này nhúng. Con cải ngọt 10 nha, cái thì 10 nha, salad 5 nè. Mua cải đó về chấm cá ăn hả cô? Mấy gram gì vậy hả? Salad 5 ngàn, rồi có lấy cái đó 5 ngàn. Có rẻ cho bà mà. Quá trời, tươi ngon luôn. Con salad 5 ngàn, lõng giờ 5 ngàn. Cái xanh cây ngọt còn ngon quá xôi gì đi cô. Con salad 5 ngàn, cái này cũng ngon hết trơn. Cái là lạc rẻ không có được.
con salad 5 ngàn. Rồi em đi dài dài vô phía trong nghe. Chợ lớn lắm cô chú anh chị, mà không phải riêng khu này, còn khu nhà lòng vợ cũ nữa bà con vẫn còn bán bên kia. Ở đây có cô này bán rau ngon đó nè. Cho em quay cái mâm bông điên điển cái nha cô, nghe chị. Bông điên điển nè. Ôi ôi, đây là bông điên điển thiên nhiên. Đây là bông su đũa. Đây là bông súng. Cái này là mình lặt chưa chị? Lặt rồi cưng. Dạ rồi ha. Dạ. Ở đây chị bán nhiêu ký chị? 8 ký. Dạ, 8 ký. Rất là ngon luôn. Ai mình có ăn ghé chị đây nha. Em chúc chị bán đắt nha chị. Gian hàng canh chua. Dạ, cô nói con mới đi á. Hình như là chị chuyên bán để nấu đồ canh chua ha. Dạ. Đây là bạc hà nè. Ai nấu canh chua thì ghé chị đây. Cô bên đây thì bán gà, cánh gà đâu gà. Dạ. Chỗ đâu lại đây bán cô? Cô ở đây luôn hả? Đây nè con ơi. Dạ. Sáng bữa nào cũng lại chợ đây bán ha con. Ngày nào cũng ngoài đây bán, không bán là chết rồi con. Dạ, không bán là chết. Không bán là đói à. Dạ. Nè quay về đem đâu cơm? Dạ con gửi lên YouTube á. Dạ. Có người kêu là YouTube, có người kêu là YouTuber. Nói chung là cái đó là gọi là cái trang mạng xã hội. Dạ. Quay lên coi coi chợ tôi bán sao. Dạ. Coi gần Tết rồi bà con bán đi chợ đồ đông không? Thấy bà con đi cũng đông quá trời ha. Dạ. Mấy cô sáng nay bán được không? Dạ kênh của con là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Đó, con này có vú sữa nè. À, vú sữa tím hết cô. Vú sữa tím. Còn bên đây là vú sữa bơ hả con? Vú sữa bơ luôn. Bơ. À, không có lò ghẹ. Không có lò ghẹ. Lò ghẹ nó hai ba trái nha. Dạ. Thứ nè, đồ gàng mà nó khác nè. Dạ. Cái này cái này vú sữa bơ là trái nó dẹp hơn. Vú sữa bơ là trái dẹp hơn. Đúng rồi. Sữa đồ gàng là trái nó tròn do vậy nè. Tròn do. À, nè. Dạ. Đó là cách phân biệt vú sữa bơ với lò gàng đó cô chú. Chứ mà mình không biết là người ta nói này đồ gàng. Dạ. Để mà bơ cái nó dẹp. Với lại cái bơ còn thấy nó bự hơn trái lò gàng. Bự nè. Chả này con ơi. Dạ. Bự lắm hả? Dạ. Có trái nào mà cỡ nửa ký lô không con? Có luôn. Nãy cái nãy giờ bán cái này là 4 gram, vậy là nãy giờ bán trái chưa 6 gram à? Dạ. Ừ, nó cỡ 6 gram luôn á cái nãy. 600 gram chứ? 6 gram đúng rồi. Dạ. Cái này là 4 gram rồi nè. Dạ. Mà chị bán vú sữa là đẹp không? Dạ. Đẹp. Quá trời đẹp luôn. Rồi chị bán nhau cũng đẹp luôn. Dạ. Cái cô này ai cũng đẹp hết trơn á. Dạ. Bán đồ rau cũng đẹp luôn. Dạ. Đây, con chúc mấy cô bán đắt nha mấy cô. Dạ. Rồi bên đây thì là gian hàng bán hàng nổi. Quay mua món hết cô. Dạ. Cái này củ củ cà rốt, củ hóa sạch. Dạ. Cái đỏ sạch luôn. Dạ. Củ Đà Lạt sạch. Đà Lạt á hả cô? Một hộp vậy là nhiêu hả cô? 50 ngàn. Còn này là su ba bi, cái này là ớt chua. Wow. Ở đây cô bán toàn là mấy cái hàng mà trái. Cái này là măng tây. Dạ. Măng tây. Măng tây. Rồi còn cây đông bọc mũ đó là thủy canh. Thủy canh. Ở ngoài đó là caron. Caron. Đây là suối tiêm. Của Đà Lạt. Suối tiêm hả con? Rồi suối tiêm. Suối tiêm. Đây là măng ba bi của Đà Lạt luôn. Wow. Vậy là cái gian hàng của cô đây là bán toàn là đồ Đà Lạt không ạ? Hành tím Đà Lạt. Dạ. Hành trắng mà đó cũng Đà Lạt luôn. Hành trắng Đà Lạt luôn nè. Chỗ hàng đó, quá trời cái gian hàng của cô đây rồi. Để mua cái gì ủng hộ cô coi. Mua hành đi. Dạ. Tím nè. Dạ hành tím đi. Ở nhà con hết hành tím rồi. Dạ. Hành tím này hay tím đó? Tím nhỏ đó đi cô. Nhỏ này hen, chùm này hen. Dạ, chùm nó đi. Này nửa ký giác nè. Dạ. Tính ra nửa ký thôi. Dạ. 35 ngàn. Dạ, vậy là 70 ngàn ký ha. 70 ngàn. Dạ. Rớt tiền, rớt dạ.
cái tài dở quá, móc lần nào ra cũng bị rớt tiền hết trơn. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Rồi, có hạt sen, có hũ dừa rồi. Dạ, đầy đủ hết trơn. Dạ. Cái con hũ dừa này hiếm người bán lắm nè. Hũ dừa. Cái này là cô bán mỗi bữa lâu lâu mới có con. Mỗi ngày mỗi có. Dạ, vậy là cô có cái nguồn cung ha. À, có người cung cấp đó. Dạ. Bán tiện rồi mà dặn. Rồi, con cảm ơn cô, chúc cô bán đắt hàng nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Cô cho bọc bự đựng cho nó tiện này cô chú. Ờ, để nó rớt. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ, rớt tiền lụm hết rồi. Này bán bắp chuối bào nè. Rồi dạ. Chuối cây bào. Con chào cô. Cô đây bán cá quá trời đẹp luôn nè. Dạ. Này là cá biển hả cô? Cá biển. Dạ. Cô đây là bán cá biển cô chú ơi. Cái này là kêu cá ngừ nè phải không cô? Cá ngừ. Dạ, cá ngừ đây. Sao còn mấy con hay cô? Đã hết rồi, còn mấy con nè. Dạ. Vậy là bữa nay cô bán đắt. Dạ. Con chúc cô ngày nào cũng bán đắt hơn này nữa nghe. Trời ơi, bà sách vàng quá trời cũ rồi, sao bán đắt bữa giờ để cho hết ta thôi. Dạ, gửi ngân hàng, gửi nhà văn. Dạ. Sát luôn nha. Dạ. Để nữa tới đó mình không bán cá nữa, mình rút vàng ra mình bán. Dạ. Rồi, con chúc mấy cô nhiều sức khỏe nha, cũng bán đắt. Cô này đẹp đẹp không à? Tôi dưới đây có một cái quán ăn sáng đó. Đấy, khu này là bà con bán cá nha cô chú. Hay bán cá nó nhiều rồi đó. Bên đây có chị đi bán cá sông rồi nè. Chị cho em quay mâm cá này cái nha chị. Dạ. Cái này là cá hiều nè phải không chị? Cá hiểu. Cá hiểu. Dạ. Tại thấy bự quá trời bự luôn nè. Đi chợ đó giờ anh có gặp cá là bự. Cái đó 15 ngàn chị. Còn này. Cái đó có 12 nè. Ở trên đây là 15 nè. Cái bự này là 15 nè. Cái bự là 15, cái nhỏ là 12. Cái này cô nói là con cá hiểu. Một con miếng thì ừ, thấy ừ đứng nó quay hoài luôn đấy, quay đi cho bán được. Dạ. Vô vô mãi vô bà con ơi. Cá sông cá đồng. Dạ. Quá trời đông rồi. Thôi đi ghé ra cho cô bán nó được. Mua đi chị cắt cho. Đây có chị này bán tấm hết nữa nè. Bên đâu lại đây bán chị? Long Hưng. Dạ. Là ở đây luôn hả không chị? Ở đây luôn. Dạ. Tấm hết với có cái đồ nạo dừa. Nạo dừa này bằng tay nè. Wow, lâu lắm rồi mới gặp lại cái này. Mà xưa là người ta làm có một cái đòn cây dài luôn á nha. Giờ thiết kế thì giống như cái ghế để mình ngồi nè. Đó. Đồ nạo dừa. Em chúc chị bán đắt nha. Dạ. Này mấy cô bán cá quá trời luôn này. Cá đồng. Chợ này cá đồng rất là nhiều nha. Cá đồ đồng, cá lóc đồng. Cá chặt. Ôi này cá chặt sống luôn nè. Cô mấy chị bán cá ở đây. Khu này phía sau chợ thì đi nói chung cũng đông nhưng mà không bằng ở phía trên kia. Đây có cô bán chổi á cô. Dạ. Chổi đây là mình làm nhà hay lấy bán lại cô? Ôi cô làm nhà được luôn hả? Wow. Rồi mấy cái cán mũ này là mình đặt mua hay sao cô? Dạ. Bây giờ thấy người ta làm chổi toàn là cán mũ không ha? Dễ hơn hả cô? Dạ. Đây, như vậy là cô bán bao nhiêu tiền một cây hả? Có 30 ngàn à? Dạ.
Vậy là cô bán rẻ hơn mấy cái loại chổi mà công ty ta làm à. Công ty là làm bán năm mấy 60 ngàn cây lắm á. Đó. Gần Tết rồi, ai có mua chổi thì ghé đây nha. Cô bán mỗi bữa không? Không, cô lâu lâu mới lại. Tôi ở dưới Tam Bình. Tam Bình. Tam Bình cây lậy hả? Ngũ Hiệp. Dạ. Trời, con chúc cô bán không hết nha cô. Cô ăn bánh không? Con gửi cô cái bánh ăn với con nè. Thôi đi, gọi đi. Hả? Thôi, con ăn đi. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dưa hấu nè cô chú, dưa hấu, rồi tôm. Đó, đây mấy cô gái lát ngồi bán, tụm tụm vui. Chào mấy cô. Dạ. Wow, cô ở đây có bán sầu riêng đó hay gì nè. Sầu riêng này là mình trồng nhà ra bán hả cô? Ờ. Dạ. Ôi, trái này đẹp quá ha, trồng do luôn. Cái này là giống gì đây cô? Ghi 6 con. Ghi 6? Dạ. Mùa này là cô bán nhiêu tiếng cô? Cô bán ở ra chợ này, cái này đó cô bán 60 chục à? Dạ. Ở đây là cô bán 60 chục một tí. Mùa này hình như là mùa gạch rồi đúng không cô? Mùa gạch con, cây nhiên tháng 3 mới là mùa gạch. Dạ. Mùa gạch mà cô bán 60 chục là cũng bình dân á. Dạ, dễ ăn. Cải dương là bà ra mấy mấy 80 có con. Dạ. Mà sao mình đem ra đây bán? Tại vì cái hàng này là nó hàng nó gớt. Dạ, gớt lại ha. Gớt lại, bây giờ cô lấy nó chín là nó lấy nó đi ra Hà Nội không được. Dạ. Nó gớt luôn. Dạ. Vậy là ai muốn ăn sầu riêng chính là mình đến đây, chào cô ở đây. Cái này là gớt lại cho cô chú mình. Gớt lại hết luôn, chỉ có 1-2 trái thôi. Con cảm ơn cô. Dạ. Con chúc cô bán mau hết nha. Dạ. Kế bên có cô bán tôm. Cô lấy tôm khác luôn hả? Con tôm này sao nó xanh xanh ngổ vậy cô? Đó là con tôm sú không? Dạ. Tôm sú. Còn đây là con tôm thẻ. Dạ. Sú rồi cái màu nó xanh vậy đó. Dạ. Tôm sú thì màu xanh. Sú màu xanh, thẻ thì nó màu vàng vậy đó. Dạ. Chị con thấy là lạ. Con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Khu vực phía trước này thì có bán quần áo và giải nữa nè. À, con đang ngồi lựa mua nè. Đây các cô bán bún luôn, vui vẻ. Sáng giờ cô bán được không cô? Dạ. Chợ... Em đâu đi quay vậy? Dạ con ở Vĩnh Long. Dạ. 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 Mày chơi. Dạ. Cổng này là cổng gì vậy cô? Bánh canh. Bánh canh. À. À. Bánh canh bột gạo. Bánh canh bột gạo. À. Dạ. Nè, xé ra cái thả vô nắm luôn. Dạ, khỏi cần trụng gì trơn. Khỏi. Dạ. Tiện quá ha. Dạ. Bánh canh bột gạo. Con cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn chứ. Dạ. Ừ, bán giải nè cô chú. Ở phía trên nhà lồng này là khu bán đồ ăn sáng ở chợ cái gì nè. Để em gạo lên đây một vòng cho cô chú xem quang cảnh đây nha. Đây có bán đồ lam rồi đó nè. Rồi cho Phật tử rồi ha. Mẫu đẹp đẹp không? Wow, hoàn cảnh ở phía trên nhà lồng này thấy cơ buổi sáng đông lúc bà con đi ăn sáng phê quá trời luôn nè. Trong đây khá là rộng, khá là hóng luôn. Ở đây bà con cô bác đậu xe cũng nhiều ghê luôn nè. Ôi, vô đây thơm quá, thơm mùi hủ tiếu quá. Chắc ghé đây ăn sáng luôn quá. Dạ. Dạ. Ăn thử thì ngon hả chú? Ừ. Ăn thiệt chứ ăn thử gì? Ăn thiệt chứ quên. Dạ. Cho con một tô hủ tiếu ra cô chú. Rồi, mở đây là. Dạ. Dạ. Rồi 7 chỗ người ta bắt ăn 2 tô thấy bà luôn ạ. Ôi, tô này cô chú bán phèo không mấy gì nè. Hủ tiếu rồi thịt xương phèo. Dạ. Muốn ăn gì là gì mình dặn hả chú? À đúng rồi. Ồ, tô này đặc biệt này nha, bán phèo. Tại cái người này đòi ăn phèo không? Dạ. Phèo non hả chú? Phèo non phèo nè, giờ em đặt ruột luôn ha. Cái này ăn béo dữ lắm nè. Ờ, thì người ta không bệnh người ta ăn được. Dạ. Như giáp tư con đó thì ta không ăn. Dạ. Mọi người ta không bệnh ta ăn, ta khói ăn.
Còn cái nước này là nước gì nữa vậy? Nước sốt, cái nước sốt để cho nó thơm ngon. À, đặc biệt quá vậy ta. À, ngon chứ. Dạ. Có thịt bằm này kia nè. Cái đó là cái gì nữa chú? Thịt bằm mình giờ thịt bằm nữa. Xào lên đó ha. Rồi mình xào á. Dạ. Để vô. Dạ. Tương bạch. Dạ. Rồi trung bình mình bán ở đây mà bao nhiêu tiền một tô hả chú? À, từ giá 20 tới 30. Dạ. Tùy theo người ta ăn thịt đồ nhiều hết ha. Tùy người ta bán rau bình dân người ta ăn 20, dạ. Người ta có tiền ăn 25, ăn đầy đủ như 30. Dạ. Đầy đủ thịt xương phèo. Dạ. Dạ. Hủ tiếu nha. Dạ con ăn hủ tiếu. Dạ. Ở đây là mấy giờ mình ra bán con? 5 6 giờ là có bán rồi. Dạ, 6 giờ là có bán. Đó. Thôi em ra bàn ngồi đợi nha cô chú. Đó. Đây là quang cảnh ở phía trong nhà lòng chợ đây nè. Cái dãy này thì là bàn ghế của cô chú bán hủ tiếu đây. Bên kia là dãy ghế của bà con bán quán cà phê, quán nước. Rồi bây giờ thì em sẽ ngồi xuống bàn đợi tô hủ tiếu ra. Mời cô chú anh chị mình cùng hưởng thức với em. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi, thì tô hủ tiếu cũng đã được ra bàn ở đây. Bây giờ em mời cô chú anh chị mình cùng ăn sáng với em nha. Thì ở trên bàn có kèm là gia vị nè cô chú anh chị, nước tương, rồi này ớt, chanh. Đó. Em sẽ để 1-2 lát ớt vô cho nó có vị he he của mùi ớt nha. Ai ăn chanh thì mình ăn chanh vô, em sẽ cho 1 miếng chanh vô cho nó chua chua luôn. Đó. Rồi bây giờ thì mời cô chú anh chị mình xem coi cái tô hủ tiếu em. Đây nha, này là phèo nè, có những gì nha. Tô hủ tiếu có phèo nè, rồi có thịt nè. Rồi đây là có được một miếng gan nè cô chú. Đây là một cục thịt xương. Quá trời thơm rồi. Em sẽ trộn đều lên cái nha. Rồi mời cô chú anh chị mình. Dưới đây thì có lớp giá nè, rồi hẹ nữa nè. Đây là sợi hủ tiếu nè, không phải thiếu rồi. Rồi em sẽ thử nước dùng của quán ở đây nha, mời cô chú. Ồ, rất là ngon luôn. Nước súp ở đây nấu rất là đậm đà luôn nha cô chú. Em ăn thì đối với khẩu vị của em á, rất là vừa miệng. Dạ rồi thì em xin tạm gác máy tiếp tục để ăn hết tô tiếu này rồi đi quay cảnh chợ cho cô bác anh chị mình cùng xem tiếp nha. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi, thì sau khi hưởng ứng xong tô hủ tiếu, bây giờ em mời cô chú anh chị mình cùng đi tham quan chợ tiếp tục với em nha. Thì em đã di chuyển ra ngoài đây, khu bên đây là bán vải với bán quần áo nãy nè cô chú anh chị. Mình sẽ đi dài dài tới phía trước. Cô bán bánh tét luôn kìa. Cô cho con xin quay bánh tét nghe cô. Dạ. Ôi, bánh này là nhà làm hả cô? À, bánh tét nhà làm đó. Quá trời hấp dẫn luôn nè. Dạ. Như vậy là cô bán bao nhiêu tiền một đòn hả cô? À, đòn vậy 60 ngàn thôi. Dạ. Một đòn 60 ngàn. Đó. Quá trời. Bà đi cơm cho em đi. Đây. Dạ. Ngon lắm. Dạ. Ơi con cảm ơn cô, chúc cô ăn sáng ngon miệng nghe cô. Cô đang chuẩn bị ăn sáng rồi. Anh đây cho cô ăn sáng đi, cô đói. Cô là cô đây không có ăn sáng cho con quay cái à. Quay ăn mực đi. Quay ăn mực đi. Ờ, quay ăn mực đi. Đây, mua mực về ăn hả cô? Ờ, mua mực về sao? Dạ, mực tôm, bên đây cô bán mực với tôm. Ủa, con này bự quá trời bự luôn nè. Con này gọi là thịt tôm hả cô? Cái dầu nó bự quá ha. Tôm thì ghét cô ở đây. Rồi con chúc cô bán đắt nghe. Dạ. Nãy con có nước nói đi. Bạn con á. Cảm ơn cô. Quá trời vui rồi. Năm chục ngàn mấy cái là tợt, năm chục chơi. Khá là đồng. Dạy đây mấy cô bán cá, bán tôm, bán mực. Dạ. Trời mưa hả cô? Dạ.
phải con không? Chứ ai? Vậy hả? Ừ, ngoài đầu đường má. Dạ. Vô cái đầu bắt đầu trời mưa đông 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 đông. Vô nhà xe đậu. Dạ. Con quay mấy đợt rồi. Dạ. Đâu rồi. Đúng rồi. Lâu lắm rồi con mới quay lại đây á cô chú anh chị. Dạ của con là khám phá Vĩnh Long. Phải không cô? Bển Vĩnh Long á, bển quá trời đồ không quay về đến ở đây cái bè đâu có nhiều bển Vĩnh Long mà quay về. Nhưng mà ở đây được cái là mấy cô ở đây vui vẻ dễ thương. Bển Vĩnh Long bển quá trời luôn mà dạ. Luôn. Cá đồ xỉn xỉn bự không à. Dạ. Cái xỉn nhỏ vậy. Cá bự nhiều chứ mà cái này đi tìm niềm vui cô ơi, đi tìm gặp gỡ mấy cô nói chuyện học hỏi. Dạ có. Dạ kênh đứa con nãy đó khám phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ ngày mai hoặc là ngày mốt. Dạ con sợ con làm không kịp tại vì dạ hai bữa nữa đi là chắc ăn đó cô. Dạ. Trời ơi vẫn la cầm cái kéo chỉ trẻ ớ cho trời. Dạ. Ở đâu này có nãy chuối. Trời ơi. Cá lâm sình cái bụng trình bệnh luôn. Này còn tươi lắm mà đâu sình cô. Dạ. Chỗ này quá trời vui vẻ luôn á kìa. Tôm nè. Ôi tự cái bản sợ nào cô nói trà bá nè. Dạ. Cô có đi qua bản hả cô? Lấy đồ bản về đây bán chứ đâu. Bữa nào cũng đi bản hết trơn hả cô? Lái xe về. Dạ. Chứ đi bản qua đò là khuya à. Đi xe không qua đò đó chưa. Dạ mấy cái đó anh em khác làm con không có làm đó. Dạ. Đây cô bán nha, tôm này là tôm nuôi hết cô? Tôm nuôi không mà đâu có sông gạt. Dạ. Sông gạt có dễ dầu có sông gạt. Hiếm lắm cô. Sông gạt này là cả ba hai trăm mấy bà trăm. Con này cô bán trăm mấy. Trăm mấy cô? Ừ. Cái đó có trăm bảy. Trăm bảy, trăm tám là con. Con này nhỏ thì trăm hai. Nhưng mà ăn cũng ngon như bình thường. Ừ, cũng như bình thường đâu có gì. Tôm ngon. Dạ. Nó chắc thịt dữ lắm. Đúng rồi. Mấy cái đám thiệt rồi người ta mua tôm này người ta đãi không nè. Tôm này chứ tôm nuôi tôm sông đâu có đâu đủ. Tôm sông đãi gì nổi. Tôm sông ba trăm mấy, bốn trăm mấy chục ngàn. Bởi tôi mua dùm cho anh ta mà bốn trăm mấy đó. Dạ. Bốn trăm rưỡi đi. Nhưng mà hiếm lắm. Tôm không giờ tôm không có hai ba ký gom lại á. Dạ. Gom lại được mấy ký lô. Dạ. Cái đó thì đãi tiệc nhỏ nhỏ thì đủ đãi chứ đám cứ rồi không đủ đâu. Không đủ đâu. Dạ. Dạ. Ai có ăn tôm mực thì ghé cô đây nghe. Cô rất là dễ thương luôn, vui vẻ. Trời ơi, bác ở đây ngồi nè, thấy gầu chết. Dạ. Mấy con tôm rồi đó. Mấy con tôm rồi đó. Mấy con tôm rồi đó, quay mấy con tôm vô rồi đó. Dạ. Còn cô ơi, sao bán gì cô? Khỏe, bụ giống như nhỏ gái. Dạ. Cái tôm đó chạy, tôm mực đi chị ơi. Rồi, con chúc mấy cô mấy bà. Cá he bên Vĩnh Long đem về đó. Rồi, cá đây nhập Vĩnh Long không ha. Ừ, cá Vĩnh Long đó. Cái này mình bỏ ớt cho cho nó ăn cho nó bự lên đó con. Cho nó mau lên. Có không lòng không rồi cho đâu. Bỏ ớt cho ăn cho nó bự đó. Dạ. Ở chợ đắt quá cho bỏ ớt vô. Dạ. Chỗ nào vô đây. Vĩnh Long nó đem về đây đó. Dạ. Vĩnh Long. Dạ. Con quay con đừng đốt không lòng con nghe cô. Dạ. Đó, 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 đó. À, ớt kìa, ớt rồi ớt kìa. Dạ. Đây, chú bán ớt. Quá trời giỏi luôn nha, người đàn ông đảm đang nữa nè. Không giỏi sao được. Dạ, vợ đâu chú? Vợ bệnh. Dạ, anh em ăn thấy vợ ha. Bỏ vợ bỏ rồi. Thôi. Đi bán bệnh, thấy vợ bỏ. Vợ nghỉ hưu sớm rồi. Dạ. Vợ bỏ rồi đi bán bệnh. Nói vậy nè, lên cái đó thấy dễ thương quá, đang tiền qua ta mua. Biết nói hết trơn á. Ta mua, chú sợ, bắt cóc chú đi luôn, sợ dễ thương quá bắt cóc đi luôn. Bỏ vợ ra, bỏ vợ lại không được á chú. Không được á. Dạ. Có sao nói vậy? Dạ. Còn chú Thủy. Đúng rồi. Sao nói vậy chứ, bắt buộc ta nói cho được. Dạ. Vợ bệnh. Dạ. Giờ sống chân tình là quý lắm á. Ai ủng hộ giùm. Dạ. Ai hương tình thì giờ em mua ớt ủng hộ chú giùm. Nó vợ bệnh nè, đi bán bệnh nè, ai dạ. Ủng hộ giùm. Dạ. Trời ơi. Chứ giả dối sao được. Giả đúng rồi. Để rồi con tạm biệt cô chú ở đây nha. Ồ bên đây
đó gỗ gỗ ớt hay hàm quá luôn nè cô chú. Trời ơi nó đỏ mà nó đẹp lắm. Đó, còn hình. Rồi, cái gì vậy? Ở đây thì bán gạo luôn nè. Dạ, con gái của cô hả cô? Con gái gửi qua nước ngoài coi. Trời ơi, coi kìa. Mắc cỡ trốn rồi, mới lớn mắc cỡ rồi. Bé mấy tuổi rồi cô? Vậy hả? Hey, thôi tạm biệt nha bé gái. Nớp rồi, nó ngại, mới lớn ngại rồi. Sáng lạnh hả cô? Dạ. Lúc gà trời đổi gió hả cô, lạnh quá trời lạnh ha. Dạ. Dạ. Cô ở đây thì bán gạo với lúa đồ. Cô chú nào mình có mua ghé vô trong khu vực này ủng hộ mấy cô trong đây nha. Quấy gì chú? Đó, khu này là bán gạo của chú ơi. Dài bà con bán gạo. Dạ sáng có anh kia quay hả cô? Dạ. Dạ. Bạn con á. Dạ. Dạ. Đồng nghiệp. Dạ. Sáng á cô. Đúng rồi, sáng sớm á cơ. Dạ. Dạ. Đây, cá tôm quá trời của chú ơi. Đây cá bóng nè. Đây là cá bóng gì đen thui cô? Dạ, cá bóng đen luôn. Đó. Cá bóng đen, cá linh. Cô bán rau bán cá đó, đó hả cô? Phải không? Của cô bán gạo bán cá kiếm thêm luôn. Con chúc mấy cô ở đây bán đắt nha. Dạ. Ôi khu này mấy cô bán tôm mực quá trời luôn nè. Em chết rồi nè. Em chết luôn hả cô? Ừ. Dạ tội nghiệp mấy cô ở đây quá. Quay đi rồi mà dạ để quay xong rồi quay lại mua hết được. Công nhân thất nghiệp nhóc luôn kìa. Công nhân thất nghiệp chịu quê quá trời. Dạ. Mình thấy hổ má đi ngoài đường thấy người ta xách vỏ đi về kình kình rồi đó. Mình là cá cam hả vậy anh chị? Cá cam, cá cam. Dạ. Cá cam là của chú. Ăn cá cam không mấy con đi. Cá cam. À. Rồi em chúc chị bán đắt nha. Dạ. Kêu quen miếng hả? Wow, chị bán vịt đây xinh đẹp quá nghe. Hôm nay là quay vịt quay gà chứ không có quay người bán vịt bán gà. Vậy hả? Dạ bữa nay hai ba người đi quay vậy? Dạ bữa nay tại có duyên cho nên là gặp hai ba người đi quay coi. Dạ. Đây mấy cô bán thịt khu này nha. Ế quá trời hả cô? Cảm ơn. Dạ. Bây giờ quay xong rồi khi mấy vịt mấy gà đóng thịt đi hết luôn đi. Dạ. Con hả? Con ở Vĩnh Long. Dạ không, cái đó anh em khác làm, con không có làm bên đề tài đó. Dạ. Đúng rồi, con làm đề tài chợ luôn à. Cô nói chính xác luôn á. Dạ. Dạ, bữa nay quay chợ cái bè. Hay quá, mấy thằng Mỹ quay ở đây á, đồ qua bên Mỹ đồ cũng có bạn. Vậy hả con? Đúng rồi, thì quay. Cái quay gì gửi đi. Dạ. Anh đây cái gì anh ơi Mỹ trời ơi, tao thấy tao bỏ chứ tao thấy tụi bay phát ở bên đây chứ. Dạ. Vậy là cô có anh ở bên Mỹ. Chuyến này con ở Việt Nam mà con quay ở bển thấy nữa nè. Dạ. Dạ không, con chỉ là YouTube thôi. Dạ. Dạ. Đẹp. YouTube. Dạ. Nhà máy mình phát.
Dạ ngày mai hoặc là ngày mốt, nếu mà trễ là ngày mốt. Kênh tên gì? Kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Cái gì? Dạ Khám Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Rồi chúc mấy chị bán đắt nghe mấy chị. Giờ là muốn tan chợ rồi hả? Wow, cái này cũng tan sớm quá ta. Bên này có cua gắn nữa nè cô chú, để qua đây xin quay cô chú xem nha. Cô bán gà có bán gắn nữa hả cô? Wow. Ế quá. Để con quay lên bán mặt gắn này cho cô nha. Đây. Cái này là gắn gì hả cô? Gắn ngũ hành. Ở đây cô bán ký nhiêu cô? Dạ, gắn ngũ hành bự bự không à cô chú. Ở đây cô bán 350 một ký nè. Đó. Cái này là ngày nào cũng có đó cô. Dài bữa. Dạ. Vậy là có đợt nha cô chú. Ai mình có mua gắn thì ghé gặp cô ở đây. Cô bán gắn rồi cua. Cua đồng. Hương đồng có nội. Dạ. Đó. Đây, cô bán đây nha. Ai có ăn thì ghé gặp cô, mua dùng xài gì đó gặp cô. Rồi, con cảm ơn cô. Cô chúc cô bán đắt khách nha. Dạ. Cái này chắc 2-3 bữa con mới câu mối là được. Tại vì con cái này con mới quay là chưa có đăng. Dạ. Ăn biết cô. Dạ. Chưa kịp chị ruột ơi. Dạ YouTube Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long phải không? Dạ. Hồi nãy có em kia quay rồi mà. Em kia là đồng nghiệp với đó em ơi. Em dạ. Khác đúng không? Dạ đúng rồi. Nhớ quay chị Tâm đưa lên Vĩnh Long nha em. Chị Tâm là ai vậy? À, chị này đang tìm chồng. Đang tìm chồng. Trời ơi, thiệt không nghe. Nè quay đó là có chồng liền luôn á. Quay đây đừng có tìm chồng. Dạ. Tìm chồng, chồng cũng vậy hả? Tìm có tìm chồng ha. Ở đây tìm được chứ bên đó tìm là bị đánh chết chết. Dạ. Đó hai ba thằng đó, bên đây dạ. Không có thằng nào nè. Đây chị Tâm này à, chưa có ai hết trơn nghe, chưa có một và mối tình dắt dai và đẹp gái nữa nghe. Mấy chú mấy bác nào có ơn thì về đây tranh thủ lẹ lẹ nghe. Bấm like bấm sao cho em gai nhiều nhiều nha. Dạ. Thiệt không chị? Thiệt đó. Dạ. Thiệt mà. Thôi được hổm em đi chợ em cũng quay vậy đó mà làm ai được cho một chú ở nước ngoài luôn á. Vậy hả? Dạ. Nhớ kiếm cho chị chú nào nước ngoài đi con. Nam đi Việt Nam đi nước ngoài mất tiêu. Dạ. 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 Nước ngoài quay rước. YouTube lên Vĩnh Long kiếm chồng. Dạ. Nước ngoài sẽ rước đi mất tiêu rồi mấy cô ở đây buồn ha. Vậy là chị ơi ở Việt Nam hả chị? Đâu cũng được miễn ta thương chị được rồi thương em. Dạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi chị? Chị hả? Dạ. Chị năm nay u 40 cưng ơi. 40. Dạ. Đẹp như cái tuổi 8 luôn nữa. Dạ. Quá trời xinh đẹp luôn. Kiếm ông nào u 50 cũng được. 50. Rồi 60 được không? Được luôn. Được luôn ha. Ừ mày về nuôi chị nha. Dạ. Nói trước. Nói trước. Mít lần trước là ông lần sau. Dạ. Chứ giờ bán cá cực khổ quá rồi không? Dạ. Giờ qua chuyển qua ngày làm mai luôn. Đó. Dạ. Đây, chị bán cá. Quay vậy là mấy hàng mới lên YouTube. Dạ, em quay ngày làm một ngày. Ngày trước thì sao có? Người đẹp quay, người xấu chứ mình quay gì trời. Từ. Ghê luôn. Đăng luôn cái bà này lại thiên hộ nha cưng. Dạ. Có thiên hộ không hả cô? Thiên hộ sai vậy? Ừ. Đó con cũng có đi thiên hộ một lần. Sống khổ ghê chứ. Sao khổ gì? Có chồng rồi thôi chứ, hai ba người rồi thôi chứ. Thôi để tao mà cả tao đâu tìm chồng luôn. Vậy hả? Tao cần quay lên cái đẹp nó thôi, đang dạ. Chút thôi. Dạ. Phải tại nào giờ chưa lên truyền hình, tại ba muốn quay đăng ba lên truyền hình. Dạ. À. Vô đánh phấn ra son mặt đầm vô đó không? Cho đẹp quá không? Có bán gà mặt đầm nó ngồi quay bà hoài luôn cái đầm mà lên. Bán gà mặt đầm. Bán gà nè, chị đi bán gà nè, biết chị có bình tĩnh không mà chị bán gà chứ mặt đầm đánh phấn ra son quá trời luôn. Dạ. Trời đất ơi. Chị nghe cái bà này không? Dạ. Nhỏ này á, nó bận đầm, nó xíu à, nó bận đầm, nó không quần nó vô trong chùa có lên Phật nó gờ. Dạ. Thầy chùa nhìn lên nó thấy nhỏ mặc quần xuống là con cho con 50.000 về mua quần bận vô. Có cho một con mặc quần thôi. Hai à nó về nó học với má đó. Má nó nghe nó thấy nó mày nhỏ ông cho 50.000 tao lớn chứ chúng tôi cho 500 quá.
Tôi bà bận cái đầm bà không bận quần vô theo tôi nó bà xuống bà nổi nói gì vậy? Bà mừng quá tưởng nó cho 500 nè, 5.000 mua lớn lên cỡ tôi đi bà nội. Trời đất. Có đầu kỳ cục á. Quay chỗ nào á? Dạ, chứ này mất người đẹp rồi nha. Dạ. Chứ này quay là đưa đi thiệt luôn á nha. Mất người đẹp bán cá chợ rồi nha. Dạ. Mối hả? Mối là thứ vậy không đó. Dạ. Phải tìm hoài ổng ra thứ vậy không đó. Dạ. Rồi, chúc mấy chị mấy cô ở đây mua bán đắt nha. Chị đây sớm được tìm một đứa của mình nha. Dạ không, con khác YouTube. Dạ không. Dạ, sớm mà có chồng thì tìm một nửa của mình đó là có chồng đó. Đây là chị bán cá cô chú. Dạ, chương trình này con đi quay cảnh chợ. Tới đây là bà con bán ít lại rồi. Hết rồi. Hết chợ. Dòng ra khu phía trên thì bán gà vịt đồ mặn ở trên đó. Mày đăng lên mày nói chạy cái bè ế lắm mẹ ơi, đừng cho tao hỗ trợ cho mấy bà bán cá. Trời ơi, mày lại quay gì, mày lại quay mấy mắt heo đưa đi nước ngoài gì đi. Trời đất ơi. Rồi mắt heo đưa đi nước ngoài. Ừ. Dạ. Đó bán sao đặt người ta có tao bán chứ. Dạ. Rồi đi dài dài à. Dạ. Đây cô ở đây bán thịt ế ha rồi. Ai mình có đi chợ vô đây mua ủng hộ mấy cô. Dạ, cái này là xưởng cô làm luôn hả cô? Dạ. 150 một ký thôi. Dạ. Nạc nhiều hơn mỡ ha. Nạc 8 phần mỡ 2. Dạ. Đó. Sắp Tết rồi, ai có ăn lạc xưởng thì ghé cô ở đây với thịt đồ các loại đó. Rồi, chúc cô bán đắt nha cô. Khu phía trên là khu chợ gà vịt nha. Dạ con ở Vĩnh Long. Vĩnh Long á, qua đi chợ ha. Dạ. Tạm biệt cô. Dạ ngày mai chú, ngày mai hoặc ngày mốt dạ. Dạ. Đây, đây chú hỏi thăm nè. YouTube khám phá Vĩnh Long. Dạ. Khám phá Vĩnh Long hả? Dạ. Ở Vĩnh Long ha. Dạ con ở Vĩnh Long. Nghĩa là không phải Tiến Dĩ. Dạ. Dạ. Mà anh Tiến Dĩ anh đi làm từ thiện không à? Đi quay cho ta tội nghiệp cái ta mua cho nó ăn hả? Sợ đói hả? Dạ. Sợ đói á, người ta cho mình đó. Dạ, có đầy đủ hết trơn chứ bộ. Dạ. Về khỏi sợ vợ la. Đúng rồi. Về vợ nó cưng dữ lắm luôn á. Bánh có nè, rau có nè, tỏi cũng có nữa nè. Dạ. Còn đổi gì nữa? Đổi gì nữa? Rồi, em chúc chị bán đắt nha chị. À, dạ. Chúc mấy gì mấy cô đây bán đắt luôn. Mua thịt bỏ không? Dạ, dạ không. Mua thịt bỏ vô. Dạ, ở đây bà con bán thịt rồi kèm em bán là xưởng quá trời luôn cô chú ơi. Trời ơi. Treo mùa này bắt đầu treo là xưởng dài dài mấy sạp thịt quá trời luôn nè. Sạp nào cũng thấy treo là xưởng hết. Thấy cơ bán thịt. Đây, đây có cô bán tạp hóa. Cửa hàng tạp hóa bán gia vị được các loại luôn. À. Ăn sáng hả chị? Dạ. Đây có chị bán trái cây A Lan sáng rồi. Dạ. Hộp vịt lộn. Rồi hộp vịt giữa đó nè. Wow. Ăn sáng hả cô? Dạ. Giờ này bắt đầu ăn sáng rồi ha. Dạ. Sáng giờ mắc bán, giờ này mới quẩn tay ăn sáng. Rồi con chúc cô ngon miệng.
Ôi, ở đây em thấy có ngoại đi bán như giấy số đó gì nè. Ngoại ơi, cho con nói thăm cái tay ngoại bị sao vậy ngoại? Ai bị tai biến hả? Dạ, ngoại cho con kéo kéo lên coi được không ngoại? Được. Nó cong vậy đó hả ngoại? Tay nó, tại rồi bệnh bây giờ nó rút răng. Dạ. À, rồi nó có tật luôn. Có tật gì luôn? Nó cầm nắm gì được cho con. Dạ, rồi ngoại đi bán giấy số vậy hả? Ngày ngoại bán được như tờ ngoại? Trăm mấy. Dạ, rồi cái này ai tặng cho ngoại chiếc xe này hay sao ngoại? Có gì kiểu cao á. Dạ. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? Sao mấy rồi. Dạ. Ngoại ơi, ở đây có chị Tiết gửi tặng cho ngoại phần quà 200 để tiếp ngoại trong cuộc sống nha ngoại. Cảm ơn nha con. Dạ, để con gửi lời cảm ơn của ngoại tới chị Tiết. Dạ. Rồi, ngoại đi bán tiếp đi để ơi không hết cái số. Rồi, mình đi dài dài tiếp nha cô chú. Quen cái khu này bán thịt, hàng chi quá cho nghèo luôn. Con chật cô. Bữa nay cô bán được không cô? Được con. Dạ. Đi đâu có dòm đâu. Đây, con là khác hồi nãy thằng rồi, khác mấy. Dạ, khác nhưng mà anh em tụi con cũng quen biết nhau. Nghiệp rồi, nó nhìn dạ. Cái thùng nó biết rồi. Nói chung là đồng nghiệp của nhau. Nãy bạn con có lại đây quay cô rồi ha. Dạ. Rồi, kính chúc cô gì sức khỏe. Bán luôn hết luôn. Dạ. Của con là Khám phá Vĩnh Long. Dạ, đúng rồi. Chiều mới có ha. Dạ, con hả? Con ngày mai hoặc là ngày mốt. Dạ. Nhưng mà có gì con mở lên coi mấy cái clip khác ủng hộ con nha. Dạ, Khám phá Vĩnh Long. Dạ. Ở đây có chị anh tập hóa nè. Hồi nãy là gì ba nhỏ điểm ba nhỏ vlog hay là năm nhỏ vlog? Dạ, năm nhỏ. Năm nhỏ thôi. Dạ, dạ. Sướng kìa. Ồ. Quay quay mua lạp xưởng đi. Nhớ đem nó nhớ anh sang con nè. Đây, đây có cô bán heo quay luôn nữa nè. Dạ, đủ món hết trơn luôn. Ở phía sau này là bà con bán gì ở sau này cô? Dạ. Dạ. Vậy là phần để đồ ở phía sau. Dạ. Ở đây tiện đường người ta đi ngoài không hết con? Dạ. Con đi quay phim chơi hả? Dạ, con làm YouTube. Dạ. Đi quay cho bà con ở xa coi để nhớ quê hương. À. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô nhiều. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Ai có ăn heo quay gì á, ủng hộ con nha. Đây là nó 42 tuổi rồi, là đó nó mới con cũng thấy. Còn mấy giá 82. Dạ. Bà bệnh cho bệnh bì. Bệnh bì hả cô? Dạ. Rồi rồi, để con ủng hộ cô bệnh bì nha. Thôi con mua bịch bứt dừa đi. Bứt dừa phải có con không? Dạ. Bứt dừa này buồn miệng ăn chơi được nè. Hai bịch đi. Dạ. 20 ngàn. Dạ. Cô ba chờ đó. Chị chở im nghe luôn rồi. Im nghe luôn rồi. Hết không khí rồi. Đây. Con bịch bứt dừa luôn đi. Ủa bứt. Dạ. Con còn mua dài dài nữa con, cảm con nghe cô. Dạ. Bên đây cô chú và chị em thấy có bán những cái tháp tỏi luôn nè. Đây truyền hình thần tài hữu địa rất là đẹp luôn. Chị Sám Ba còn mấy vé đây. Trang trí quá đẹp luôn. Dài dài thì bán mắm đâu các loại nè. Mắm, dừa mắm. Mé cặp mấy sông ngoài đây thì bà con bán đồ ăn sáng với quán nước của chú. Cũng ít à. Thank you.
Tiệm này là tiệm gì? Tiệm cô Hấm. Dạ em quay YouTube. Dạ. Rồi cô Hấm nha. Dạ. Dạ. Hôm nay mới thấy luôn hả cô? Dạ. Bi quay con thì Bi, chú quay Bi nè. Đứng chưa cô, đứng chưa, đứng quay chưa, quay đi chơi Tết nè. Cô, ngày dạ, bán được nhiêu tờ cô? 150 à. Vậy hả? Dạ. Rồi cái cô bị sao, con thấy làm như nó hơi ấy ấy lên cái lưng mình cô. Bị tập hả? Vậy hả? Cô ơi. Ở đây có chị Tuyết gửi tặng cho cô phần quà 200 nè. Đó, thấy chưa, nhà chị thấy không? À, cảm ơn. Dạ, năm nay cô mấy mươi rồi cô? 43 rồi. Dạ, ở mình độc thân luôn hả? Ông mình độc thân, không có chồng con, ở nhà trọ. Dạ. Không có tiền người ta cũng cho luôn. Cô ăn ăn gì không? Con gửi bánh cho cô ăn con nè. Thôi, bữa nay ăn tương. Ăn tương thì bánh này ăn tương được mà. Bánh ăn tương được. Nè, con gửi cô bịch bánh này nha. Nhiều quá thơm hết. Ăn đi để dành tới trưa ăn luôn. Dạ. Rồi rồi dạ. Cô Hấm về làng. Cái này thang thang chắc về tới còn cái bịch không quá. Ai mà thang thang là xách ra cho. Cho em bịch bún đi. Vừa cho em bịch đi. Dạ. Cho em bịch bún vừa đi. Bịch bún vừa ha. Ừ. Dạ được. Ê cái này biết anh giống gì không? Dạ giống gì trời. Ông già Noel đó. Ông già Noel. Dạ đúng rồi. Đi phát quà dạo. Nè ăn đi. Không, trời ơi khịa tôi á. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi cảm ơn mấy chị mấy cô đây. Đây là spa. Dạ. Chú bán này hả chú? Dạ. Đây có bán nón lá rồi nè cô chú. Ba chồng nón lá luôn. Dạ khám phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ. Quay nữa nha. Hồi sáng là anh bạn em quay rồi tới em. Hồi sáng kêu bằng bà kêu ba đuổi rồi, giờ kêu nữa đi cho ba đuổi nó đi. Vậy hả? Phải về rồi, đằng này khác. Dạ. Kêu bằng bà hả chị? Dạ. Nam trẻ mà kêu thấy lớn quá ha, ta giận ha. Dạ. Kêu ví dụ gặp cô đó là kêu bằng chị, cô là có chịu ha. Về rồi bảo vệ không thấy không? Dạ. Mà bả về rồi mấy chỗ cái ghế là cho bả lại đó. Dạ. Bằng gì? Bả ý cho để nó không kêu bà nó la làng nó mất công. Dạ rồi biết rồi, cảm ơn chị. Mốt nó có lại gặp cô đó kêu trẻ trẻ xuống xíu. Ơi. Dạ. Kêu gì ơi. Đây là chị mình nào mình bán chả cá hả chị? Đúng rồi. Đây chị bán nhiêu ký chị? Đó hiện tại 250 ký. Dạ. Chả cá hắc lát nè cô chú, 250. Cái này lên xuống. Dạ. Chị cái này là mình quệt ra hành màu này hả chị? Chụp hình rồi. Dạ. Dạ. Còn cái này tiện nè ha, gọn sẵn về mình khỏi cần quệt luôn. Dạ. Hát lát thì nó là số 1 rồi. Cái ai số cá bè cái đây mua giùm mình nha. Dạ. Có dịch vụ nhồi giùm. Có dịch vụ nhồi giùm luôn. Nhồi giùm luôn. Em về chỉ nấu thôi chả. Dạ. Đó, người đẹp nhồi là ăn chắc ngon lắm á nghe. Ai có ăn cá hát lát thì ghé chị đây. Tại đây có bán cá hát lát cua xay. Cua xay chắc hết hả chị? Có luôn em ơi, mà cái đó chị để trong thùng đá. Dạ. Mua mình có để ở ngoài được. Dạ. Bảo quản cho tốt ha. Đúng rồi. Rồi em cảm ơn chị nhiều, chúc chị bán đắt khách nha. Dạ bye bye. Ăn gì đó? Cô ăn gì vậy? Đi không? Thôi đi nha. Chị đi nha. Đi nha. Đó. Trời ơi coi mấy gái kìa. Giỏi vậy ta. Đi gió đâu đi. Đó. Coi nhắc ma đi. Nhắc ma đi. Nhắc ma đi con.
Bye bye không à. Không muốn tôi ở đây rồi. Bye bye tôi đi rồi. Ồ bông điên điển nè. Kêu kìa. Dạ YouTube chị. Chị đây bán tép gì đây chị? Tép cào, tép sông rồi. Tép này là ở ngoài sông á ha. Ừ, tép thiên nhiên ở đây trong này. Dạ. Đây là tép cào. Đây chưa lấy cái ly về. À đây. Còn sông vậy á. Chị đây. Chợ mình bán cá sông cá đồng cũng nhiều quá ha. Đồ đồng. Tép sông mãi vậy ha. Tép sông. Tép này đâu ai nuôi? Tép nuôi là ta bán tép bạc gì đó phải không? Tép bạc tươi. Để ký 45-30 viên. Rồi cảm ơn mấy cô với chị nha. Giờ chợ vắng lặng luôn rồi. Dạ. Ai con hả? Con ở Vĩnh Long City. Dạ này làm YouTube. Cảnh chợ quê hương miền Tây. Dạ. Wow. Cô ở đây bán bánh tráng quá cho nhiều luôn nha. Bánh tráng Tết hả cô? Đó, bánh tráng Tết rồi. Bánh này là mình lấy bán lại hả cô? Ừ. Dạ. Một bịch vậy là 45 ngàn. À này bánh tướng. 45, 50, 60, 70, 80 nó nhiều loại, 100 luôn. Dạ. Đủ loại hết luôn. Đủ loại, thích loại nào ăn loại đó. Dạ. Nếu mà ví dụ cái loại mắc tiền hơn là cái bánh nó ngon hơn hay sao cô? Đúng rồi, cao tiền thì nó ngon. Dạ. Đó, nhiều loại lắm cô chú. Nhiều loại. Còn bên đây là bánh tráng để cuốn ăn nè. Để cuốn ăn làm bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn là cũng loại này luôn hết cô? Bánh tráng trộn nó mỏng hơn, còn bánh tráng cuốn thì nó dày hơn. Dạ. Dày hơn, nhưng mình ăn da dữ, có da dữ, ăn da vừa vừa, có da vừa vừa. Ồ, quá trời loại rồi. Dạ. Cuối luôn. Dạ. Cảm ơn cô chia sẻ nhiều nha cô. Rồi, chúc cô là bán đắt khách nha. Đó, ai có mua bánh tráng chuẩn bị Tết thì ghé cô đây, kế bên cửa hàng Hú Y Tài Lộc. Cái cửa hàng của cô không có bán hiệu cho nên không biết được, quảng bá lên. Đây có em gái bán cá hát lát nữa gì nè. Em bán cá hát lát này em. Đẹp mà ngại. Cô gái đẹp. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Ôi cái bịch này bịch gì thấy ngon quá nè. Này là gì chị Lâm? Cái cục dai dai hả chị Lâm? Dạ. Dây. Quên rồi, cục sắn hả? Cục sắn. Dạ. Nấu chè đồ đó anh. Nấu chè với dừa. Dạ. Dạ, dạ. Để đó chung mà cũng được. Ok. Dạ. Đừng rỗng quá nha. Dạ, dạ. Để con làm liền cho cô nhé. Dạ. Cá lóc cá điêu hồng. Đây, có chị gái bán cá lóc cá điêu hồng. Lên đây. Ủa anh, hai đứa có hẹn nhau mà tháng con đứa quay lại giờ quay nữa vậy? Dạ, không có hẹn nhưng mà có duyên đi gặp nhau á cô. Rồi quay chung luôn cho vui. Mua gì khách đủ khủng rồi trời. Dạ, mua rau rồi gác rồi đó. Mua cá bỏ vô luôn đây. Trời, mua cá bỏ vô luôn. Để cho chút quay xong rồi quay lại mua nha. Giờ nó bận quay rồi. Đợi luôn hả? Con súng rồi quá trời. Con xua đũa đâu nè. Dạ đúng rồi. Chị nè, hay, tâm lý hay nè. Phải rồi. Dạ. Thấy mấy người mà đi làm ở Bình Dương ở công ty này á. Dạ. Quay lên cái thấy là chị đó tao nhớ quê. Cái người ta đi về, ta mua ta về sớm ta ăn Tết. Dạ. Đúng rồi. Chứ người ta không ấy, người ta cũng không biết cảnh quê mình sao, người ta cũng chưa nôn hôn quá. Chị đi bán còn là cá sông hả chị? Cá sông không ạ. Cái này là cá cơm hả chị? Cá cơm. Cá cơm nè. Cá lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu à. Cá bóng. Cá gạo. Cá gạo. Cá gạo. Cá gạo. Đó, tôm sông nữa đó. Tôm sông luôn. À. Wow. Sáng giờ đi không có thấy tôm sông nha, giờ mới gặp nè. Đây là tôm sông nè cô chú. Đây là mình bán ký nhiêu hả chị? Ký nó không tùy theo bự nhỏ. Dạ. Nó không tùy theo bự nhỏ thôi.
tùy theo kích cỡ. Dạ, bự nhỏ. Đây là tôm sông. Nó không có đều trang như tôm nuôi ha. Nó có con bự, con nhỏ đâu nè. Đó, nhìn nó là vậy mới biết tôm sông nè. Tôm nuôi thì nó bự, tôm nuôi thì nó đều, còn tôm sông thì vậy đó. Dạ, đúng rồi. Dạ. Đó. Chị bán cá này cũng rất là đẹp luôn nha. Chị hôm nay như tuổi chị? Con mấy nè em ơi. Dạ, thôi trẻ đẹp quá luôn. Dạ. Hả, làm mai đó hả? Trời ơi. Nãy làm mai chị dưới kia rồi đó, nghe lên đây là chị chưa có chồng đó, làm mai tiếp tục luôn á. Chưa có chồng đó con ơi, làm mai đi. Vậy hả? Ngừ đẹp bán cá chưa có chồng đó nè. Wow. Bên bãi đó thì cũng chưa có chồng luôn đó. Chị cũng chưa có chồng luôn. Vậy là nguyên cái khu này là mấy chị em ở giá nhiều ha. Dạ. Mà toàn khu này là người đẹp không à, nghe. Ai cũng đẹp đẹp không à. Đó, cháu chờ con mới điện lên thăm đó. Nè, ai mà cô, mấy chú bác nào mà chưa có vợ về đây tìm gặp mấy cô ở đây nghe. Dạ, 60. Tranh thủ. Em đi về dài cho cô bán nha. Bán cá dài rồi tới ngoài đây luôn. Ôi, đừng qua em ơi. Ôi, dạ dạ. Ôi, trước cái đường này cũng còn đi đông vô quá trời này cô chú. Đây đi hẳn là mình đi ra ngoài đường tỉnh lộ 85 lại nè. Sẽ gạo lên vòng mà mình đi qua cái hướng bên đây. Hướng này là đi về chợ cũ nha. Nhà lòng chợ cũ. Dạ. Dạ, chưa cô ơi, chút nữa con mới về. Của con là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ, lá dí kia là hả cô? Dạ. Chỗ đây bán chả nhiều quá nè cô chú. Chả với nem đâu nè. Cái giống trên mầm rau cầm ơn. Này con ấy em coi đi, con gì cho coi chứ. Dạ, con bấm vô cho con ha. Dạ, bấm cho con đi. Dạ. Vậy coi buồn cái chơi. Dạ. Nè cô hết thì cô bấm đăng ký, không hết thì hỏi bấm. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô nhiều nha. Cá hấp và cụ này hai ba người quá trời hả cô. Dạ. Cái này thông cảm cho tụi con nha, lâu tụi con mới đi qua chợ này quay chứ không phải bữa nào cũng đi. Cụ này bà con bán rau củ rất là nhiều luôn. Ồ, bên đây có cô bán cũng chịu luôn đó nè. Quá dữ luôn kìa, cô đang làm thơ luôn kìa. Cá sông đó nè, chị đi bán cá sông. Chị nói giờ đừng nói để không để, giờ đứa nào làm nó đó chịu rồi. Chị, cá này cá gì vậy chị? Cá nào? Cá lăn sông đó hả chị? Cá sông. Dạ. Chị nhớ cái điện thoại vô đó, khó coi lắm mà. Dạ, dạ, đúng rồi đó cô. Dạ. Dễ gì gớt hả chị? Dễ gì đâu cô, nó gớt vô đó rồi mày khóc tiếng Ấn Độ mà tao coi em được. Con hỏi gì vậy, cầm cục tiền trên tay gì có gớt không? Chị làm gì quải đó mấy đứa. Ăn đồ béo, đồ bổ, đồ đó, chị đây bán toàn là cá sông, cá rồng không nghe. Nè, có 49 ngỗng nè, mua chùm luôn đi. Trời ơi. Cô bán 49 ngỗng quảng cáo luôn kìa. 30 ngàn. Nó có bán 49 ngỗng chim mơ luôn nha. Dạ. Bán ngỗng hết luôn nè. Chim mơ luôn. Đó, chim ngỗng luôn kìa. Trời ơi, bán trứng luôn. Bán cá dính luôn, ta có 2 trứng mà bà bán tới 4 trứng. Trời ơi.
Người ta có 2 trứng mà con 4 trứng luôn. 4 trứng con ơi. Trứng dạ, quá bự luôn rồi. Giờ quá bự luôn. Ai có bầu đây mua luôn. Ai có bầu thì giờ ghé đây nha. Ai có bầu ghé đây nha. Dạ. Ngày nhật của ớt. Dạ. Mua hết nho luôn nha. Rồi, mua hết luôn. Lên đây có bụng hoài. Cái thái tai lên. Cái gì ba bụng hoài. Lạnh sáng lạnh cô ơi. Bụng bụng cho nóng. Ba chục ngàn là nửa ký hả cô? Là loại nào cô? Đây nè con này nửa ký 50 ngàn. Cái này là nho gì cô? Nho Mỹ tinh. Nho Mỹ. Nho Đài Loan. Nho Đài Loan. Mua chùm đi con ơi, mở hàng giùm cô đi con. Con mua chùm nào gọn gọn nhỏ nhỏ thôi. Rồi được không? Mua cả 50 ngàn thôi, mày đâu có tiền nhiều đâu, mua cho nhiều. Dạ đúng rồi. Nhiều quá con. Làm vô hết mà. Dạ. Con không có tiền mua nổi. Rồi 50 ngàn con ơi. Dạ con cảm ơn cô. Thôi lấy tiền này ba phỏng vấn vụ này. Thôi, cho cô. Bác Đắc ơi. Dạ. Thôi chờ cái bè Tết đây vui lắm. Dạ. Có bán trứng ngỗng, trứng bò, trứng vịt nữa, bánh hồng tôm nữa, bánh hồng tôm cái bè nè mấy chị ơi. Ê quay coi bánh hồng tôm tao coi. Cô nãy có trứng bò đó cô. Có trứng bò đó nha, trứng ngỗng, trứng bò. Trứng bò là sao cô? Đó, nó vừa bò vừa lộn. Vừa bò vừa lộn. Cô cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn mày nha, mày mở hàng làm tao coi. Dạ, con mở hàng cho cô Đắc Đắc nha. Bán mau hết luôn nha. Cảm ơn nha. Dạ, đây, nho đây. Dạ, cô bên đây bà con bán cá xong rồi không nè cô chú? Quá trời luôn, cá lóc đồng kìa. Thu phía trước này thì bán bông, bán hoa. Wow, quá trời đẹp rồi. Sơn thì chết Tết luôn. Còn quá nhiều luôn nè. Trước đó bà con đi cũng còn rất là đông luôn kìa. À, cái nhà khu chợ ở ngoài rất đông ha. À. Đây dài cái đường này đi vô thì những cái sạp bông hoa các loại dẫn vô. Dạ dạ. Dạ, đây là dẫn vô khu nhà lòng bách hóa của chợ nè. Hello. Hello. Quá trời đẹp luôn. Mở tủ che ra cưng. Mình đẹp mà mình dưới luôn. Phải, mình đẹp mình phải che lại. Dạ. Người ta nói lại gì xấu che tốt khoe mà này đẹp mà gì mà đẹp che lại hả ta? Cho người ta thấy coi, người ta thấy mình đẹp quá làm sao? Dạ. Thấy mình đẹp quá người ta ghiền hay sao? Dạ. Che lại thôi. Che lại. Dạ. Bông này bắt đầu bán nhiều rồi tới Tết luôn hả chị? Cả năm ngày cúng mới bán nhiều. Dạ. Thịt là. À. Tết nhiều hơn nữa. Dạ. Kìa đó, mẹ qua bên kìa, đó sư phụ rồi đó. Sư phụ. Ngộ không đâu rồi. Bị nhổ lông rồi. Vừa ra đây nè. Dạ. Ê, bữa nay lưới 13 ngàn đẹp cái cục vàng. Quá trời luôn, lưới mày có 13 ngàn. Mặt hàng này người ta có biết mày ơi, mày quay những cái ra đồ không mà người ta không có biết mày còn chưa biết được. Dạ. Quay những cái mặt hàng nào đưa đăng lên. Dạ, đúng rồi. Mấy cái mặt hàng này gọi là mặt hàng gì đấy cô? Dạ. Đưa cái gì lên không ạ? Người thì đã có đầy đủ hết trơn rồi. Dạ. Người còn quay những cái gì mà không có rồi quay lên cho người ta nhìn chắc khác là lạ. Dạ. Người là có đầy đủ hết rồi. Người là đã có đầy đủ hết trơn, ai đâu có mọi người đâu có. Dạ. Đây các bông này cô chú quá trời đẹp luôn nè. Cái này qua hướng dương hả cô? Quá đẹp rồi. Cái này là sao biển, cái này là sao biển. Liễu, cái này là hoa hồng. Thanh liễu. Hoa hồng. Hồng ngoại. Wow. Con mới gặp cái loại bông này luôn nè. Đúng rồi, chính xác. Đẹp cực kỳ không? Dạ. Quá trời đẹp. Những mặt hàng như thế nào? Dạ. Đây là hoa bách hợp nè, nó ok chưa? Bách hợp hả cô? Đúng rồi, ok. Dạ. Bách hợp hả cô chú? Đó, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đó, ta đăng những cái lờ lên ok cho tao. Nhờ nhớ cắt tiếng tao gan mày. Cắt đâu được, cái tiếng có cắt lắm. Cắt cái hình thì dễ chứ cái tiếng có cắt lắm. Dạ, nói quảng cáo luôn ha. Dạ đúng rồi. Để luôn cô quảng cáo lên luôn. Dạ đúng rồi. Dạ có gì đâu. Đó. Còn bông này là con gì cô? Cái này là hoa mẫu đơn. Mẫu đơn. À, đúng đẹp rồi. Quá luôn à.
là cát tường màu trắng. Cát tường này cẩm màu trắng. Cẩm hả? Dạ. Rồi cái gian hàng của cô bán bông ở đây là em thấy rất là nhiều loại bông mới luôn nha. Rất là bông rất là đẹp. Dạ. Bán cũng dễ thương. Người bán vui vẻ. Cái này ghé ra đây. Dạ. Làm cho cái hàng quay vô cái mặt của bà kìa, đưa hơn ơi. Quay vô cái mặt luôn hả chị? Cô bán bông rất là vui vẻ luôn nha. Ai mình có xài bông thì vô đây gặp cô. Ủa, tên gì ạ? Dạ của con là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Ủa tao cũng thường coi mà. Vậy hả? Có luôn, ok luôn á. Ok luôn phải không? Dạ. Dạ có thường coi kênh của con phải không? Ok luôn, trời quay khỏi tết rồi. Dạ đúng rồi. Rồi chúc cô bán đắt khách nha. Rồi quá trời hay luôn à. Như là một MC chuyên nghiệp luôn á. Dạ. Chính mười với MC đó. Chính mười MC luôn. Dạ. À. Quá trời bông qua khu này rồi. Bữa nay làm chợ bông người ta đi mua cúng á cô chú. Cho nên hôm nay bán bông rất là nhiều nha. Ngày thường thì chị bán bông nói là bán ít hơn. Em chào chị. Chị đây cũng có rất là nhiều loại bông lạ luôn nè. Đồng tiền dạ dạ cô kêu đây quay ủng hộ giùm cô luôn. Dạ cái này là cốm dẹp nè. Nhiêu bịch cô? Lớn người nhỏ năm. Cốm dẹp á ha. Dạ. Dạ. Còn cái này là xôi hả? Thôi con có vợ rồi. Dạ nữa nuôi không nổi đâu. Dạ có vợ rồi, chung Mỹ lắm. Cái này là bánh chuối hả cô? Nhiêu cục vậy cô? Tặng ăn rồi hả? Với bịch cốm dẹp đi. Ổn quá hả? Có ai đâu ổn. Còn nhiều người đâu. Còn nhiều người quay cái này lắm cô. Để mốt gặp gã cho mấy anh sao. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Đẹp trai mà nó có điều kiện hơn nữa. Dạ. Con gái cô nhiêu tuổi rồi? Mấy tuổi rồi. Vậy hả? Coi còn trẻ mà đâu có gì đâu. Vậy hả cô? Trời ơi. Nãy giờ vậy vụ rồi. Vụ để bán bánh nè, chứ không nào hết trơn nè. Dạ. 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 Vậy hả cô? Thiệt ha. Dạ. Dạ. Vậy mốt phải dành giả cho chị Kiều đi cô. Dạ. Chị Kiều có điều kiện không? Dạ. Đây mấy chị đây bán cái rau củ của cô nè. Sáng giờ chị bán được không chị? Dạ. À. Này là bí á chị. Bầu em. Bầu hả? Bí. Dạ, bầu, bí. Dạ, YouTube của con là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ, vậy nhớ có gì coi ủng hộ cô với nha. Dạ. Dạ, cái này em quay bữa trước bữa sau có. Ngày mai mới có. Ngày mai mới có. Nhưng mà em khi trễ thì ngày mốt mới có. Nói chung là trễ nhất là hai bữa à. Hai bữa nha. Dạ. Rồi, chúc mấy chị với cô đây bán đắt nha. Dạ. Ai cũng cười tươi quá trời luôn nè. Bán rất là vui vẻ luôn. Cảm ơn mấy cô. Thầy sẽ đi vòng qua đây để đi quay cho cũ cho cô chú xem nha. Bỏ nho bỏ đây chưa? Bữa nay chợ khu ngoài đây là con bán hết được luôn. Sạch cái cây cô đây vơ đi ra. Con đường này đi lên đây thì có một số cô bác bán rau củ mà giống như là khu chợ hổm.
này đông vui quá trơn. Rồi quay lại đây mình đi lòn dưới dạ cầu cái bè để đi qua bên khu chợ cũ nha cô chú. Ôi đây có chị này bán cá sông cá đồng rồi đó nè. Ở đây có một cái mâm cá chạch luộc sống luôn nè, cá chạch tôm. Chào chị, sáng giờ chị bán được không chị? Dạ được, ai ai anh. Dạ ở đây mình bán toàn là cá sông không hả chị? Dạ đồ cào, cá cào. Cá cào này là mình cạo ở sông này luôn hay là ở đâu mình đem lại đây bán chị? Dạ cá đỏ đỏ này chị đang bằng làm cái gì chị? Cá lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu là như nó bự lên là người ta hay lấy đi làm khô phải không chị? Mình ăn cái này là làm khô mà. Dạ cái làm khô đó là lưỡi trâu biển. Lưỡi trâu biển hả? Dạ cổ này lưỡi trâu cá nước ngọt. Dạ như cái mầm mà nãy á ngoài đây là bự nhất chưa chị? Đó là bự nhất rồi đó. Bự nhất. Dạ thì tính ra cái biển nó bự hơn cái sông mình quá trời á. Chị bán cô xinh đẹp luôn nha. Thấy lộn bán cá chứ. Lộn đi chị, lộn đi chị. Lộn đi chị. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Chúc chị bán đắt hàng nha. Rồi bên đây có cô bán cá biển quá trời nè. Dạ. Cô bên đây bán đồ chai hết không? Này bán mỗi bữa không cô? Bán có mấy bữa chai à. Dạ, còn mấy cái ghe thì cô nghỉ hay sao cô? Nghỉ và bán cái nhà cho tỉnh đồ đông lạnh thôi. Dạ. Đây, ai có ăn chai thì hàng tháng gặp cô ở đây. Cô bán cố định đây luôn hả cô? Bán dạ. Đây. Còn ngày hôm mình nghĩ là mình sang sạp lại cho người khác bán hay sao cô? Không, để ta bán cho người ta bán. Dạ. Cô bán đồ chai cũng quá trời đẹp luôn nè. Đẹp đâu mà đẹp. Dạ. Vậy mà không đẹp gì rồi gì nữa. Cô bán đồ chai cho mặt hết vậy đẹp. Đẹp đâu. Dạ. Mốt mở lên coi là thấy đẹp hay xấu à. Ủa vậy đó hả? Tên của vậy em là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long ở coi đó đây. Dạ. Đó. Rồi con chúc cô gì sức khỏe nha. Bán được nhiều khách nghe. Rồi cảm ơn nha. Dạ cảm ơn cô. Này có chị bán rau nè. Rau cải các loại luôn. Rồi dưới đây mát nè, khỏi sợ mưa gió vậy luôn. Ở trên đây là chợ cầu. Đối diện thì bà con ở bên đây bán tôm cá nuôi rồi nè. Ếch nuôi. Ở đây khu bán đồ nuôi. Dạ góc này bán cá nuôi rồi không à cô chú. Dạ kênh của con là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Sáng giờ có bán được không cô? Ừ. Dạ, bữa nay chợ đông không cô? Bữa nay chợ chưa đông nữa hả? Chợ yếu lắm. Dạ. Chợ yếu rồi. Dạ. Có 5 triệu trái đó cô. Wow. Nhiều. Trái đó 20 ngàn đó cô. Chị gấp này cô chú. Sao không chín quá à? Không chín luôn. Về làm liền á. Ừ. Chiều nay làm liền á. Cô về làm món gì cô? Chè. Xôi chè. Sao về? Chè không biết mệt. Chè gấp để xôi chè. Qua wow, bên đây có cô bán hoa kiển nè, nó giống trồng bông tết. Đây là dạng thỏ cô. Thỏ, đây là màu gà nè. Bây giờ mình trồng vẫn còn kịp hết cô. Dạ. Đó, ai có trồng bông tết thì ra đây gặp cô đi để lấy bông tết về trồng, vẫn còn kịp nha. Để ơi trễ là tết không có bông chơi á. Rồi, con chúc cô bán đắt luôn nha. Dạ, cảm ơn cô. Ở đây có cái đường đó ra ngoài đường tỉnh lộ cũng được nè, đường cặp bên ông cầu cái bè này. Dạ chưa. Dạ. Đây. Cô mở khẩu trang ra cho đẹp cô. Dạ. Cô ở đây bán rau nè, ngại. Dạ.
chè chú. Sao ăn ăn hủ tiếu rồi chưa, ăn chè vậy? Chưa. Vậy hả? Ăn chè trước rồi chú mới ăn hủ tiếu à? Ăn hủ tiếu ăn chay. Dạ. Ăn chay. Ăn chay bữa nay ăn chay hả? Dạ đúng rồi. Chay. Bữa nay là ngày mấy không quên ta? 28 tháng thiếu quá. 28 thiếu không? Hôm nay bà con ăn chay rất là nhiều luôn. Hôm nay để em qua đây em mua một mớ cá với mớ lươn thả phóng xanh giúp cô bác Mạnh Thường Quân cho tốt luôn cô chú anh chị ơi. Cái này thấy có bán cá nồng với đồ nồng. Ít đồng nữa hay gì nè. Cô cái đó là ít đồng hay vậy cô? Ở đồng cô bán đây nhiêu ký cô? 1.2 ký. Bữa nay ế nó rẻ. Dạ, thường ngày bán mắc hơn hay sao cô? 1.3. Thường ngày là 1.3. Dạ. Ở đồng. Thấy tôi nặng không? Nặng dữ lắm rồi. Cô cân cho con mớ ớt đồng đó nghe cô. Dạ cô có nhiều lắm hả? Có 2-3 ký à. 2-3 ký rồi hả? Nào, cho con coi đúng rồi. Đây ơi, đồ ta đồ xịn mà. Đồ xịn hả con? Xịn thiệt. Dạ. Nó mượn bao thì cho mượn bao luôn. Dạ, mùa hả đó. Hả đấy nha, đồ mập. Đồ xịn đi. Dạ. Trời ơi, đây là đồ con gan, ba có lụm được nó ăn thua luôn á. Con nào con yếu, con nào chết thì cô bỏ lại giùm con nha. Bỏ lại. Con có 100 đồng nha, cô em nói rồi. Con thả cô luôn đi. Dạ. Mấy chục ngàn. Dạ, vậy cô đem qua đây cân bán cho con luôn đi. Hả? 50 nửa ký. Dạ. Thì hôm nay em sẽ mua số ếch này giúp cho chú Phúc và cô Minh và những người bạn của cô hả không xanh nha cô chú anh chị. Ủa con quay làm gì vậy? Dạ con làm YouTube. Đại mới thôi đâu cậu. Thấy con bự này hả? Thấy con bự cô để bán đi cô. Con dạ. Cắt ra làm sao? Dạ. Cắt ra đúng rồi, cô cắt ra giùm con luôn cô. Để mình thả vậy nó đi không được. Nó đi không được á. Dạ. Dạ. YouTube là làm ấy không? Dạ. Mình quay rồi mình đem về mình lên máy hả? Dạ. Có thả lăn đồng không? Xong hả? Dạ. Cá lăn hả? Ừ, dạ. Xong. Dạ không. Còn hả ếch với tính mùa mới cá rô nhỏ nhỏ này nè. Trong đây hả cô? Đây cô bán nhiêu ký cô? Cô mua bán 60 thôi, tại vì cô bán cá. Cái gì cô? Cá rô đó đó hả? Cái rô đó loại lớn rồi, con thả không được, cô không cãi cho con nha. Dạ. Tại vì cô chú có dặn con là mua những cái loại nhỏ. Cá đồng phải không? Không, dặn là loại nhỏ mua giùm cô chú hả? Loại đó lớn rồi. Dạ không. Dạ. Dạ con để bao xuống thả luôn phải không? Dạ đúng rồi. Đúng con mặt gửi có thả cái chê nhỏ không? Đâu, cái chê nào đâu? Lựa nhỏ chẳng. Không. Lựa nhỏ thì cô lựa con đi. Ồ, con mới cái chê nhỏ nhỏ mua cô thả luôn cô chú. Chạy đây nhỏ xíu mà nè. Dạ. Chê đồng mà. Cái chê đồng luôn ha. Ừ, đồ đồng. Đúng rồi. Đồ đồng, đồ nuôi khác, đồ thiên nhiên ngoài sông á. Dạ. Cái đó cắt kỳ rồi chưa cô? Không, nó cắt kỳ để sống người ta thả thôi. Dạ. Đừng có cắt, cắt thả mới được. Thế về đây cô bán nhiêu một ký? Bán thôi cùng cái cá rô đó. 60 ngàn thôi. Ừ, đúng giá hả? À. Con nào yếu ý chết cô để lại nha. Không, bao giờ bắt. Dạ. Tại cô có cái bản cô đã để cắt thả rồi. Dạ. Cô có để cái bản đó hả? Đó. Wow. Nay không có chở đó. Đây nè. Phóng xanh rồi cô chú anh chị. Chiên gì các hả? Dạ chiên luôn ha. Chiên luôn, tại dạ. Ai đặt bao nhiêu cũng có, hàng tấm cũng có. Dạ. Ở nhà ruộng để sẵn. Rồi được rồi con. Rồi. Ngồi đó đi để con bỏ nước. Dạ. Không chị ơi.
bắt ra ha. Con cua luôn. Dạ. Đặt dớn mà vô con cua của mình luôn. Đặt dớn vô được con cua luôn. Dớn vô cua. Sách xuống sông hay là đi đâu mà đang biết sách. Dạ, xuống sông thả được không cô? Được. Có ai bắt lại không? Không, không. Thầy đồ đồng nó ra ngoài chứ. Dạ. Đồ nuôi mới vô máy, đồ đồng mới vô máy được. Dạ. Rồi, thấy không? Bắt cho mấy con cá yếu yếu con luôn nha. Yếu rồi nè. Dạ. Thấy chưa? Cô coi được chưa? Cái nữa đi. Dạ. Được, con cái nó đi. Để mình thả mà cá chết rồi mất uy tín với cô đó. Bác Mạnh Thường Quân lắm á. Dạ. Rồi rồi. Xong ha. Phan con này nữa nè cô. Nào. Mới vô trời đúng rồi. Dạ. Rồi, lấy giùm chị coi. Dạ dạ, con lấy cá cho khách đi. Rồi dạ. Con từ từ cũng không gấp nữa. Con này nó chết rồi nè. Dạ, đây con lựa bỏ mấy con chết ra cô ơi. Ồ, nó chết rồi nè. Cứ bỏ ra cô ngồi. Dạ. Để nước. Dạ để ra cho nó bơi đi cô, rồi mà con nào sống mình vớt lên con. Chết chưa rồi. Dễ gì đồ đầm nó. Con thấy chết cũng nhiều ghê á. Nè. Dạ thôi giờ con không lấy cá rô, con qua đây con mua số lượng này đi. Dạ dạ đúng rồi. Cá rô con thấy nó chết nhiều quá. À. Cái này nó không có chết. Đây cái đồ sống người ta làm chết gì. Xong thì đâu con thấy nó gì không có. Đồ không có mạnh như châu. Con đừng nghĩ vậy. Con nào sần sần nào mạnh mạnh nè. Con thằng ghẻ với mới lương nó đi. Dạ thôi cái cô để lại đi cô bán hơn khá nha. Con rồi. Tiếp cô mới lương này nè. Rồi. Mới lương nhỏ thả nó không. Dạ nhiêu đó đi. Nhiêu đó thôi. Dạ dạ thôi. Cái này nhiều con nữa nè mày. Cái này nhỏ hơn ngoài đây không? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì con mua trong hộp đi. Nè. Dạ. Con mua này nó dễ hơn. Rồi, cái này dễ hơn đó hả? 150 thì 200. Dạ. Trời ơi, cái này cái gì mà nó. Thôi cô thông cảm giùm con đi nha cô. Để con mất uy tín với cô bác Mạnh Thường Quân là mốt ta không có nhờ mình mua nữa. Thả nữa không? Dạ đúng rồi. Để cô đổ ra ngoài đi. Dạ cô để thôi cô gọng gọng đi. Dạ. Nhiều con chết quá à. Không có. Nó tại cô lựa ra rồi nó mạnh lắm. Dạ. Thả luôn. Con bán 150 ký. Tính con 2 ký thôi nè. Dạ. 2 ký với 3 ký rưỡi thôi. Nhiêu cái tre không biết. Dạ. Tre tính con ký đâu đây. Còn thêm con cái rô cũng đủ. Dạ. Rồi. Vậy là tổng tiền bao nhiêu cô? Tính đi rồi. Dạ thôi, cái đó không hả được đâu cô. Rồi, vậy dạ. Xong. Dạ. Để tính đi nha. Dạ. Tính xong đi. Xuống xong đi cô. Rồi đó tính. 3 ký rưỡi. 2 ký, 1 ký à? Dạ. Rồi, nát tính. Còn cô nãy ớt tính chung hay riêng? Riêng ha. Của cô ở đây 50 ngàn nè. Để trả tiền cho cô luôn. Thôi chúc con lên trả tiền nha. Dạ. Đi chung với cô này luôn. Để đi xuống máy xong quá chị. Dạ được. Đây đi cầu xuống máy xong. Đầu cầu nào đâu cô? Ở đây nó nước nó hơi cạn đúng không? Rồi, lòi bãi. Dạ đúng rồi. Đi theo. Dạ, đi. Dạ. Dạ. Dạ đi theo cô nha cô chú. Cô đi tiếp cho cô. Nó mới lấy cá nó thả gì có cá nó cũng nhặt. Cô dẫn mình đi lại chỗ này xuống hả tốt hơn nè. Cái này số của thầy cái này nè. Dạ có, con nguyện cái hả nha con. Xuống hang nó còn đâu xuống được không? Dạ được, xuống hang này khỏe luôn. Xuống hang. Dạ.
Rồi, rồi bây giờ cô tính tiền cho con luôn đi. Chứ để hồi hả hơn. Gửi 3 ký là 360, 420. 420 với cái này 60. Bao nhiêu? 408. 408 với cái này 300. 780. 780 ngàn. Rồi giờ con gái gửi tiền cho cô luôn ha. 780 ngàn. Nè, có gì cô hỏi con nha. Chắc là dễ cô mới thấy được. Rồi thì cô giữ nó đi. Đưa còn 800 còn thiếu 20 lát con lên lấy. Dạ, rồi, con cảm ơn cô nhiều nha. Chút rồi mình lên mình trả tiền ớt của cô kia đó cô bác thì. Đây, bịch ớt của cô kia nó bán cho em nè. 50 ngàn nữa. Đó. Rồi dạ, em sẽ tháo bịch tháo miệng ra để nguyện cái là mình cùng hả cô chú. Tháo đây đi rồi. Ý, chưa chờ nhảy luôn rồi kìa. Ồ ồ. Cái chú ớt này. Lương nè. Chưa chân tung tung rồi quá trời. Vậy rồi, giờ em nguyện cái này mời cô chú anh chị mình cùng hả với em nha. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 12 nhằm ngày 28 tháng 11 âm lịch năm 2022. Thì con có đi chợ cái bè ở đây mua được một số ếch với số lươn, số cá này hả giúp cho chú Phúc và cô Minh và những người bạn của cô. Nguyện cầu chúc cho những người bạn của cô và cô chú bình an mạnh khỏe. Nguyện cho tất cả chúng sanh bình an. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Dạ YouTube. Dạ, đi chợ về hả cô? Đi chợ. Dạ. Mày cũng quay tất mới nè. Vậy hả? Quay chưa? Úp bún miền Tây. Vậy hả? Dạ để về con đăng ký cho em. Dạ. Của cần là cái gì? Dạ khám phá Vĩnh Long. Khám phá Vĩnh Long. Dạ. Của cô là Úp Tấn miền Tây hả? Úp bún. Úp bún ha. Đúng á, đúng á. Của cô luôn hay gì hay là của em gái đây quay? Chồng chị. Vậy ha. Dạ. Wow. Này là mình lấy đi bán chạy nổi gì sao cô? Bán theo ghe. Theo ghe. Dạ. Rồi giờ em sẽ đem số cá này xuống thả trước rồi cô chú. Rồi với lương với ếch đem sao từ từ. Ê, ê. Cái cầu này thì đi xuống khá là chuối luôn nè. Dạ đúng rồi. Cô thả em con luôn đi. Xong ha. À. Đây rồi. Có lấy này trả ta không? Dạ có. Thôi hả đại đi đi cô ơi, chút nó muốn lát, đi đâu đi. Lát nó lội vô bờ ta thiệt hết trơn. Thả ra xong chút nó cũng bơi vô bờ chứ gì. Thôi xuống đi con. Cô đem cái nước mà nó thả cho mình kìa. Cho nó trôi theo dòng nước. Chúc cho Phúc, cô Minh, gia đình, những người bạn cô bình an trên mọi nẻo đường. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Rồi anh cảm ơn nhiều nha em gái. Con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ. Cô đây thì đi lấy đồ ở chợ nè, rồi đi bán theo ghe. Rồi thì em xin phép là tạm gác máy để đi lên trên đó trả một số giỏ này với trả tiền cho cô nãy còn thiếu 50 ngàn nha cô chú anh chị. À. Dạ xong rồi cô ơi. Dạ đây con gửi bao nè. Dạ. Dạ. Đây con gửi tiền cho cô nè cô. Nó này bự quá, cô không gửi cho con đi. Dạ.
nó nhỏ. Dạ, người ta dặn mình mà không ấy tiền của con đâu. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Cái rô đó thuộc dạng là cá rô mề rồi. Rồi thì em đang di chuyển hướng này nha cô chú. Đây là dài dài đi qua bên chợ cũ nè, chợ cái bè cũ, nhà lồng chợ với cái bè cũ. Bên đây thì bà con cũng buôn bán chứ chưa có dẹp. Này có bán bông nữa nè. Bông quá đẹp luôn. Khoai các loại. Dạ. Được lên YouTube rồi hả chị? Vui quá luôn. Đây. Người đẹp bán thịt. Đó giờ có được lên lần nào chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Có quay nhưng mà chị đâu thấy chị đâu. Vậy hả? Chị này em quay là chị thấy nha. Em chia sẻ lên đi tặng cho chị thấy luôn chứ mà chị đâu thấy đâu. Dạ đúng rồi. Em quay sao là em để vậy à? Dạ. Cưng đầu ạ. À? Em quay ở Vĩnh Long. Dạ, ở Vĩnh Long qua đây gần mà. Dạ, sát bán bên. Bán bánh à. Mì. Ủa, bán thịt heo mà ăn với bánh mì với sữa rồi nghe mọi người. Thấy tội nghiệp chưa? Bán thịt heo không ăn phở, ăn hủ tiếu rồi, à sáng ăn bánh mì vậy đó. Đó có xong rồi cái biết người ta nói làm sao không? Sao chị? Là mình lượn vô để dành tiền mua vàng đeo hết rồi. Đúng rồi đó. Để dành tiền mua vàng đeo hết rồi chứ không đâu hết trơn nè. Để dành tiền mua vàng hết rồi. Dạ. Dạ qua quay chị đó kìa. Dạ. Chị ngồi chị bán. Nè quay đi mọi người ơi, đặt xưởng nhà làm nè mọi người ơi. Trời ơi, là xưởng nhà làm luôn. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá nè. Cái này mình có bỏ tiêu vô nữa phải không chị? Có cưng. Dạ. Là xưởng nè. Đó. Cái này vậy là chị làm xong xong về thành phẩm rồi chị bán ký nhiêu chị? Chị bán 150. Dạ. Ôi cũng dễ ăn quá ha. Bình dân luôn. 150 ký nè. Ai có ăn thì ghé chị xinh đẹp ở đây nha. Chị Mười. Chị Mười. Wow. Vậy là chị thứ 10 lớn hả? Hồi xưa nhà cha mẹ để lâu lắm em ơi. Dạ. Rồi à, 13 lần á. Chị hả? 13 lần luôn. Dạ. Chị có hai đứa hả? Dạ. Bây giờ ở đây đẻ đông như xưa hả chị? Đúng rồi. Dạ. Em có gia đình chưa? Dạ có rồi. Dạ có con có gì chưa? Dạ có rồi luôn. Có luôn hả? Dạ nhưng mà giờ không ra không dám đẻ nhiều như xưa chị ơi. Đúng rồi. Dạ mình theo cái túi tiền của mình chứ mình đẻ nhiều mình chết luôn à. Dạ hồi xưa uống nước cơm rồi còn sống được chứ giờ uống nước cơm là nó teo luôn á. Đi ơi chết rồi đi ơi. Nay chị Mười lên sống quá trời đi. Chị Mười lên sống quá đẹp chị luôn nha. Lên sống quá trời. Dạ. Rồi, em chúc chị cho Mười bán đắt nha chị Mười. Cảm ơn cưng. Dạ, chị Mười thì bán cho mình cái tuyến đường đi vô chợ cũ nha cô chú. À, mình có mua lạc xưởng hay thịt heo thì ghé ủng hộ chị Mười ở đây. Cảm ơn cưng. Dạ. Bye bye chị. Nhớ về bấm lên YouTube Khám phá Vĩnh Long coi nha. Dạ, để vậy phải không? Dạ đúng rồi. Chợ cái bè YouTube Khám phá Vĩnh Long. Chị nào lên? Một hai bữa nữa mới lên. Vậy hả? Dạ. Rồi, khám phá Vĩnh Long hả? Dạ. Đúng rồi. Ok. Dạ sao chị? Dạ kênh của em là Khám phá Vĩnh Long. Dạ, chị giỏi vậy là ra kênh của em à. Giỏi ra là lụm liền á. À, chị đây bán rau cải các loại nha. Đồ gãy nè. Dạ ngày mai nếu mà sớm là ngày mai em lên á. Còn trễ là ngày mốt. Dạ. Mấy chị nhớ đón xem nha. Dạ. Trời ơi. Quá quý luôn. Bấm cho một like luôn, một đăng ký luôn. Không thấy hả? Không thấy, lỡ không thấy. Chị bấm số điện thoại cưng nó lên cái gì? Số điện thoại nó đâu có lên, cái đó đâu phải bên Facebook đâu. À vậy hả? Dạ. Chị chỉ cần là bấm vô là Khám phá Vĩnh Long là nó lên cưng phải không? Dạ, cưng rồi. Là cưng tên gì ạ? Em tên Thanh. Thanh hả? Dạ. Em Thanh đi. Dạ. Xong rồi đấy ngày mai ngày mốt gì đó chị kêu con chị nó kiếm. Dạ. Chứ chị cụ bắp đâu chị không biết vụ này. Trời ơi. Không có nói chị nói thiệt. Thiệt luôn hả? Thiệt. Cụ bắp lắm không có biết vụ ba cái điện tử điện đài này đâu. Dạ. Chỉ gành bán thịt thôi ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị nhiều nha chị. Rồi cưng. Dạ. Đây cô chợ cô chú chị bà con bán dài rau cải luôn nè. Ở đây có bán gạo nữa nè, gạo nước ăn khổ dữ lắm hả? Thiệt không cô? Dạ. Hai cô bán chung hay bán riêng? Bán riêng. Cô bán gì? Bán dép. Bán dép.
Còn cô bên đây thì bán dưa mắm. Bán khía với dưa cải. Bà khía với dưa cải. Dạ. Dưa cải này là nhà làm đúng không hả cô? Dạ làm. Dạ. Rồi một ngày mình bán một thao vậy hả cô? Trời ơi, bây giờ bán được 25 ngàn à. Dạ. Có 25 ngàn thôi. Sáng giờ bán được có 25 ngàn thôi. 25 ngàn á, ăn tô có 20 rồi. Dạ. Chưa tính tiền thuốc á. Chưa tính tiền thuốc, bệnh hổm gầy, thuốc quá trời luôn. Bệnh gì cô? Ho. Gan nhiễm mỡ, máu mỡ lên, máu tiểu đường đủ hết. Dạ. Mùa lạnh này dễ ho quá ha. Ho. Ê chú làm vậy là sao chú? Con chỉ đi quay phim tham quan cảnh chợ thôi à. À. Dạ. Rồi quay tham quan cảnh chợ rồi đưa lên đâu? Dạ đưa lên mạng á, lên YouTube á. À. Dạ. Ngồi đi bắn cá, ngồi đi quay. Mấy cô ăn à. Sáng không con có bánh nè, gửi mấy cô ăn với Hải với con nha. Nè. Dạ. Trời ơi. Với tặng cho mỗi cô người bịch bánh dừa luôn. Nè. Dạ. Con đi mua vòng vòng đó mà. Nè. Dạ. Mua rồi tặng lại. Dạ, tặng lại cho bà con này sáng chưa ăn sáng. Trời ơi, bắn lấy chút mẹ ăn gì vậy? Con ế hàng quá trời rồi, tội nghiệp mấy cô quá. Con đâu ế lắm quay vậy? Con quay ở Vĩnh Long. Ế dạ. Lắm, ế dữ lắm. Sao của mấy cô không qua bên bển bán nó đồng hơn? Bán ở đâu? Ở bên chợ bên đó đó. Chỗ đâu ngồi? Chỗ đâu ngồi? Một nào chỗ 50 ngàn. Dạ, một chỗ là đóng 50 ngàn. Ở đây là mình có đóng không? Có. Ở đây đóng nhiều. Ở 3 ngàn. Kìa mắc nợ, chủ nợ lỡ chị thấy không? Vậy đó hả? Thì cũng có góp nè. Góp ngày nhiêu? 50 ngàn là nhiều người. Dạ. 2, 3, 4, 5. Trời ơi. Chủ nợ tới. Đó, thấy không? Dạ. Thấy bà lớn lớn tuổi vậy mà chủ nợ dữ vậy ta? Ôi trời. Dạ. Bán không có tiền nhiêu đâu. Đó. Nào quay bà này nè. Dạ. Đại gia nè. Đại, dạ. Gia đó. Đại gia ở đây. Con chào ba. Dạ nó anh coi. Cho nó quay kìa. Đại gia cho mượn bà bán đây. Dạ. Bà để cho mượn nợ gì vậy đây má bà. Thôi đại gia đó. Dạ. Dạ. Đại gia đó. Nhà của bà ở đâu? Nhà gì ở trên Sáu Mây á. Dạ. Cái này là nợ bà đó không đó. Dạ. Mất nợ này mất nợ bà đó không đó. Quay đi. Dạ. Quay làm gì? Mình hỏi bao nhiêu tiền mà mình góp ngày 50 với con? Hỏi ngày mấy triệu rồi? Vậy hả? 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Một ngày cũng 50. Mà mấy cô làm gì mà hỏi nợ như con? Có tiền không vốn. Không vốn nè. Bán mượn nợ bán. Vậy đó hả? Còn con này mượn nợ góp bán không đó. Bán có ai mua sáng thì bán không đựng đâu dép. Dạ. Bán dép không à? Còn quần áo là của người khác hả? Nè cũng nói luôn. Mà bán sáng giờ không ai mua hết chứ. Dạ. Rồi dưới tôi gánh gà nó chưa cung. Dạ. Hồi sáng rồi bà Sáu bán có 13 ngàn dùm á. Hồi sáng ở dưới chợ dưới ngồi tới 9 giờ chưa bán được con cá. Rồi xong rồi cô mới về đến đây hả? Dạ. Bán được không? Dạ. Đi dài dài bán. Một ngày cô bán nhiều cá không cô? Mâm đó đó. Mâm vậy ha. Cá này kéo đóng đáy rồi lên hả con? Dạ. Bán đi rồi cho hỏi xong rồi cho lên YouTube. Dạ đây đó nè. Quá trời. Dạ, cái này tùy theo mạnh thường quân thôi à. Dạ, người ta thấy hương á thì người ta cho. Hỏi tên chủ mình không? Hỏi chứ, ta dạ, đất hỏi nhà chứ. Luôn. Dạ. Chứ đâu phải. Cô là nạn nhân nhất à. Nạn nhân nhất luôn. Dạ. Chú có vợ chưa? Dạ, con có rồi. Còn vợ làm gì? Dạ, con thì cũng đi theo phụ con vậy mà. Dạ hả? Còn chú làm vậy có tiền không? Dạ cũng có chút đỉnh con. Dạ. Có lấy gì nuôi con đi vậy? Dạ. Đâu có, nó quay lên mạng, rồi lên YouTube á, mấy cái máy quay lên mấy người mà nghèo rồi gì không ta, cảnh người nào khổ rồi cho. Rồi mai mốt mình lên ngày có tiền. Dạ. Cô bác Mạnh Thường Quân nào có hương tình giúp đỡ với cô ở đây thì cô đi qua cái khu vực bên chợ cũ nha. Cái cô ngồi bán đây nè. Máy nước giếng nước. Dạ. Cái bè. Cô năm nay là mấy mươi rồi cô? Trời, tới nay 66 rồi đó. Vậy ha. Dạ. 66 tuổi. Dạ. Ghi tên không? Dạ. Có tên không? Dạ khỏi đi. Khỏi không vậy thôi rồi cô bán nào ta hương tình thì ta tới đây luôn. À. Dạ. Vậy là lâu lâu mấy cô mới ra bán sao? Có ngày nào cũng bán hết trơn. Nhiều khi bệnh là mới nghỉ ngày 2 ngày vậy thôi. Bệnh mới nghỉ ha. À, bệnh mới nghỉ ngày 2 ngày thôi. Dạ. Làm vậy có tiền không?
Dạ có cô, có chút đỉnh. Có rồi lấy gì ăn, lấy gì đưa cô. Không dạ. Có ai cho. Dạ nhà quảng cáo, nhà quảng cáo người ta trả tiền cho mình. Một mình con nuôi bốn đứa cháu. Đứa nhỏ nhất là 3 tuổi á. Dạ. Đứa lớn nhất là xuống tóc luôn. Xuống tóc luôn. Dạ. Cô ơi, ở đây thì có chị Tuyết gửi tặng cho cô phần quà 200 để cho cô vui nha cô. Cảm ơn nha con. Dạ. Vui không? Dạ có, con sẽ gửi cho ba cô ở đây nha. Còn ngoại trong có điều kiện thì thôi ha. Cái chơi ba không già đâu, chồng ba chơi. Vậy sao? Bà chồng bà chơi. Bà chơi. Vậy là chủ nợ là ai? Không có chủ nợ, bà cho mượn đỡ rồi. Như là không có tiền bà, bà có dư bà cho mượn đỡ. Cho bà mượn bán trả lại bà, 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 bà. Vậy sao? Ừ. Chứ bà cũng nghèo già rồi, 17 mấy tuổi rồi. Dạ. Sáng giờ mượn bà đi bán trò chơi nó giờ cũng có gương. Dạ. Chứ không phải là chọc chú chơi chứ không phải chủ nợ. Dạ. Nhìn bà này. Cô ở đây thì có chi tiết gửi cho cô phần quà 200 để tiếp cô trong cuộc sống nè. Dạ để con gửi lời cảm ơn này tới chị Tuyết chứ nè. Dạ cô, này có chị Tuyết gửi tặng cô phần quà 200 để tiếp cô trong cuộc sống. Vậy hả? Vậy hả? Không phải chú nợ đâu. Dạ. Con dạ. Đổi 200 giấy tháng mà đi bán. Ở chợ nó rồi xuống đây bà có chút đỉnh mượn ba chừng 50-70 ngàn á chạy giờ bán được cái chưa mày trả cho bà. Rồi tháng này mượn lại bà đi bán nó luôn. Con bà không nghe bà có tiền đâu. Chứ dạ. Mượn nó nợ là không phải. Đây là như là không có tiền làm vốn mà bảo có dư có mượn cho mua đồ bán nè, chú ngồi đang chút xíu nhiều người lại góp. Dạ. Ở đây con để gửi tặng cho ngoại đây phần quà luôn. Ngoại ơi, ở đây có chị Tuyết gửi tặng cho ngoại phần quà 200 nè, tiếp mãi trong cuộc sống. Dạ. Nghe cậu. Dạ. Cái người này còn nhỏ mới bị tai biến trong đây nè cô, chú coi coi có giúp được không tội nghiệp báo quá, nó kêu báo ra nha. Ở đâu cô? Đây nãy kêu qua cho. Cả lần phước đi. Ôi ơi. Dạ không có cho gạo. Dạ, không có cho gạo đó. Dạ. Cho bà hả? Dạ, rồi cái cửa hàng này là của ai? À, của cháu bà, cháu chồng, bà có chồng thì ở ngoài sau, cháu chồng bà cho trời biết không? Vậy hả? Dạ, con chào cô. Cô bị tai biến lâu chưa cô? Gần 1 tháng. Gần 1 tháng rồi hả cô? Dạ. Rồi mình có điều trị gì không cô? Có, mới bán thuốc cho tháng sau mới đi khám nữa, đi Mỹ Tho. Dạ. Cô năm nay mấy mươi rồi cô? 52 rồi. 52 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Cô ơi, ở đây thì con thay mặt cho chị Tuyết ha, gửi tặng cho cô một phần quà 200 để tiếp cô trong cuộc sống nha cô. Dạ. Dạ. Rồi con chúc cô sớm bình phục nha cô. Dạ. Dạ. Rồi. Chúc cô nhiều sức khỏe. Gì cô? Chơi sinh á, tại vì ngắn một số cô. Bệnh gì cô? Trời đủ thứ. Bệnh gì mà đi cầu không được gì chết không trời? Gì hả? Dạ. Dạ. Bệnh lâu chưa cô? Lâu mà. Dạ. Rồi cô có bán gì không? Có bán giao cải. Giao cải bên đó đó hả? À. Dạ. Cô bán rau cải nãy bên bển cô chú anh chị. Dạ cô ơi, thì ở đây con cũng thay mặt cho chú Phúc với cô Minh và những người bạn cô á để tặng cho cô phần quà 200 cho cô vui nha cô. Mai bà cho chị một phần đi, chị có một có nỗi là cuối gần đêm nào mà nó mệt hoài, một ngày nó hành 10 lần á, 10 lần mệt á. Vậy hả cô, bị tim hả cô? Ừ. Nó có nỗi một cuối ngay tim nha. Dạ. Con nhỏ hả? Dạ. Cô bị bệnh của chú anh chị. Rồi mình bán một ngày gỗ gạo vậy hả cô? Nhiều cái.
Cô ơi, thì con cũng thay mặt cho chú Phúc và cô Vinh và những người bạn cô gửi tặng cho cô phần quà 200 để tiếp cô phần nào trong cuộc sống nha cô. Dạ mừng quá, cảm ơn hết. Dạ rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ, dạ. Rồi để con gửi lời cảm ơn này tới những cô bác mạnh thường quân. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ rồi, tạm biệt mấy cô. Trước này nãy em thấy có một cô bán vé số, thấy cũng tội nghiệp của chú anh chị đi ngang qua mà cô không có ghé lại coi, không có, nói chung là không có tính tò mò luôn á, để mình đi ghé ghé theo cô hỏi thăm cô như thế nào nha. Đây nè cô mặc cái áo gió vàng vàng đi trước nè, chân của cô đi cũng thấy là xích xích nè. Cô bán vé số hả cô, sáng giờ bán được không cô? Dạ ai mua quá trơn. Ngày vậy cô bán được nhiêu tờ cô? 145 vé. Dạ sáng giờ không ai mua hết luôn. Ai mua trơn. Dạ rồi năm nay cô mấy mươi rồi cô? 60 hết, đến năm nay là 66 tuổi. Dạ bây giờ 65. Bây giờ 65 tới là 66. Dạ cô ơi, thì ở đây có một phần quà của chú Phúc và cô Minh gửi tặng tới cô. Phần ở đâu lấy đâu? Dạ lấy đây nè, con gửi cho cô nè. Phần quà 200, cô có muốn mua gì cô mua. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ để con gửi lời cảm ơn này tới cô chú đó với dạ. Những người bạn cô chú đó. Rồi, con chúc cô bán mau hết nha. Dạ. Dạ. Wow, dài dài ở phía trước này thấy bán kẹo mứt Tết rồi quá trời luôn nè cô chú ơi. Bên đây nè. Thấy hàm luôn. Các loại kẹo mứt Tết nè. Đó, còn ở bên trong nữa kìa. Đi tới đây xíu là mình đụng nhau lòng chở cái bè cũ nha. Bên chợ cái bè cũ thì tầm giờ này cũng coi như là muốn tan chợ rồi cô chú. Không biết là sáng có đông không. Chứ thấy giờ này bà con đi chợ cũng lai gai à. Bên đây thì có những cái tiệm vàng đồ đó. Nhìn trước này là tiệm vàng Phước Tính đâu nè. Dịch vụ cầm đồ Phước Hành. Đó. Dài dài đây bán quần áo quá trời luôn nè. Mưa gió. Khu gì dài đây giống như là bán quá vậy đó ha. Dạ. Rau càng cua hả? Ừ, mới khổ bán càng càng cua, rồi bán vé số nữa hả? Rồi mình vải theo cái vỏ này làm chi vậy cô? Cái vỏ này là đụng ra chai lông vịt. Trời ơi, gì đủ nghề hết trơn vậy? Dạ. Ngày cô bán được nhiêu tờ? Có 70 tờ à. 70 tờ, đủ sống không? Dạ, cũng đủ sống 3 ngày thôi. Nay cô mấy mươi rồi? 56 rồi. Dạ. Dạ, rồi xích vô cho người ta bán đi cô. Cô ông cậu? Dạ. Cô ông lấy dạ không, con không mua mà để con gửi tặng cho cô một phần quà của Mạnh Thường Quân nha. Dạ. Ở đây thì có chú Phúc và cô Minh và những người bạn của cô gửi tặng dạ. Cho cô 200 nè. Cảm tiếp ơn cô nha. Trong cuộc sống. Dạ. Ở chúc cho cậu cũng vậy luôn nha. Sống luôn nha cậu. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Mưu sinh cô bác chị. Vườn chải bán này bán nọ để kiếm thêm. Chứ bán vé số ngày 70 tờ cũng không đủ sống. Trứng nè. Trứng vịt. Dài lên đây là những cái gian hàng là bán bánh kẹo rồi đó. Ôi dạ con chào ba. Dạ dạ đúng rồi con quay chợ. Dạ rồi thấy bà vui vẻ quá trời nè. Dạ con làm YouTube. Dạ quay cho bà con coi. Quay qua bên ở đây là hoa hậu á. Hoa hậu luôn hả chú? Hoa hậu luôn. Dạ hoa chú giới thiệu ở đây là hoa hậu nha. Cô đây là hoa hậu á. Cô bạn áo đỏ là hoa hậu á. Cô bạn áo đỏ là hoa hậu á hả chú? Dạ.
Hoa hậu ở cái bè hả chú? Hoa hậu đó. Dạ. Ôi kẹo mứt Tết này là mình bắt đầu bán nhiều nhiều rồi đó hả bà? Chưa bán nhiều nhưng chợ vắng lắm. Chưa đó đó hả? Bán được thường thường thôi, nó chưa dám lấy về chưa. Dạ, cái này mình lấy về bán lâu chưa bà? Dạ. Đây các loại nè, cái này là kẹo kẹo bắp nè, kẹo bắp ăn dẻo dẻo nha. Còn cái này là kẹo gạo nè, bánh gạo, kẹo đậu phộng nè. Đó. Ở đây cửa hàng mình tên gì hả bà? Dạ, dì Tám Thăng Chí Lương thôi. Dì Tám ha? Dạ. Dì Tám nha, ai mình có ăn kẹo mứt Tết đó, mua chuẩn bị thì ghé dì Tám đây. Dạ. Dạ. Ở trong có những cái hộp bánh rồi nữa kìa. Bánh không luôn rồi con ơi. Bánh không hả? Chạy hộp chân vẫn đẹp chứ, chưa dám lấy rồi vậy chứ. Dạ, nha. Chưa dám lấy gì. Bữa chợ còn vắng lắm, người mình không có tiền, người ta đâu bán thiếu đâu. Dạ. Để vậy có tiền mà nó dám mua hàng gì bán. Dạ. Giờ vắng lắm nha. Dạ, kệ từ từ, với lại cũng giờ còn sớm mà bà ơi. Còn tháng nữa đó. Dạ đúng rồi, dạ. Nhưng mà ở đây con thấy chuẩn bị bánh kẹo mứt Tết là cũng sớm rồi, nhớ ngoài chợ khác con đi rồi đó. Dạ, sớm rồi con. Dạ, thấy cũng hơi sớm rồi đó. Dạ. Dạ, thấy cũng có không khí Tết nhẹ. Dạ. Dạ. Rồi, con cảm ơn bà nhiều nha bà. Về bé nha, dạ. Lên chợ ghé thăm gì mình lắm. Dạ. Dạ. À, thấy bà ngồi hôm nay vui quá trời vui nè. Dạ, nhầm ngừ mình quay người ta không hết. Dạ. Cậu này cái tật nè, chở vô cho dùng nè, cho nó đi, con nghiệp nó đứng xuống cho chú nó coi đi con, mình cho tiện cho con. Thì leo xuống từ từ con đã thấy được cho. Dạ. Mình bị gì á? Bị té rồi, bị chổi xương á, đi không được. Vậy hả? Dạ. Đi cầu. Dạ. Dạ. Hôm nay mình nhiêu tuổi hả chú? Hồi nấu đó không biết. Anh như vậy anh nổi nhiêu tuổi. Không biết. Mấy cái tỷ mà nhiêu tuổi, anh nổi nhiêu tuổi. Dạ. Bốn mấy ha. Đi cho chú nó coi coi đi đi cho chú nó quay phim kệ đi đi. Đi đi cho nó coi phim đi coi 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 mình thấy được chưa? Dạ. Rồi mình có làm gì không hả chú? Dạ, không làm gì hết trơn á. Bậy bạ gì đó, ai kêu gì làm đó. Làm gì đâu làm, giờ nó bị trong thần rồi, không có làm gì nổi chưa. Dạ. Nói về nấu á. Thợ nấu ha. Rồi mà giờ bị té thì giờ không có làm chứ. Dạ. Chú ơi, hiện đây con cũng thay mặt cho chú Phúc với cô Minh và những người bạn của cô luôn gửi tặng cho chú một phần quà 200 để tiếp chú trong cuộc sống nha. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Rồi thôi cầm đi cái mày lấy cho. Hết tiền luôn luôn. Tội nghiệp nó, tại thấy nó chở đi vô cái hổng cháu chở. Dạ. Ừ, cũng đình cũng vất vả, cũng người cũng khó khăn nữa. Ừ. Bà cũng biết ha bà. Dạ. Bà cũng biết hoàn cảnh đó của cũng chú chứ không có. Dạ. Nỗi nào. Dạ. Đi bán thì cũng khó, người ta đi bán cái số thêm bán éo quá. Thì bán mấy hết rồi lại cái số đi. Vậy đó hả? Vậy là cái tủ này đi anh bán cái số đây hả? Bán cái số còn mấy tờ nữa hết. Dạ. Đi tám còn 3 tờ nữa. Mấy số hộ 8 đi em ơi. Hả? Không có hỏi tâm bán được không chứ không gì hết. Dạ. Yeah. Ừ, không nghe. Tao bị lãng tay cho nên không nghe. Bà hôm nay mấy mươi bà? Dạ. Bà hôm nay mấy mươi rồi? Lâu rồi. Mấy mươi tuổi á? Gì 74 tuổi rồi. Bảy mấy? 74. 74. Rồi dạ. Giờ bà ở nhà bà? Ở với mấy đứa con đi làm trơn rồi. Chiều nó mới về. Dạ. 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 Đây, con cũng thay mặt chú Phúc với con Minh gửi tặng dạ. Cho bà phần quà cho bà vui luôn nha. Dạ cảm ơn con. Thấy bà cũng lớn làm tuổi rồi bán. Dạ cảm ơn con nha. Dạ. Tặng được con 3 tờ giấy số. Dạ thôi. Dạ. Để dành bán đi bà. Dạ. Dạ. Rồi. Con làm cho công ty nào vậy? Con làm cho công ty YouTube. Công ty nước ngoài. Ở đây hả? Dạ. Con về. Dạ. Rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Bên đây em thấy bán những cái cành bông rồi này cô chú anh chị. Để trưng Tết rồi nè. Nó đẹp quá trời đẹp luôn. Cho qua em quay cái nghe chị. Dạ em quay em nha. Dạ người đẹp luôn hả cô? Người mẫu ở cái bè hả? Người mẫu đó vậy, người mẫu bán trứng bên kia. Vậy hả? Thì hôm nay mấy mươi rồi? Dạ em 30. 30 hả? Wow, 30 còn trẻ đẹp quá trời luôn. Ở đây là chuyên bán những cái loại hoa giải hả chị? Để mình chậm Tết bán phải không? Đây là cúc giải nè. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều nha chị. Cháu à, cháu kêu làm gì đó? Cháu kêu làm gì? Thấy cô kêu quay người mẫu ở đây nè. Cháu. Hoa hậu chứ. Dạ. Nói vậy người ta cười đó. Nói vậy người ta cười hả cô? Dạ. Hoa hậu mấy cô. Ở đây là bán trứng nhau, Tết là ai mua trứng thôi gì giới thiệu đây.
Dạ, tiếng kho giới thiệu lại. Đây, cô bán trứng. Dạ, cô đính chính lời nha. Cô không phải là hoa hậu người mẫu gì hết. Chỉ là bán trứng ở đây thôi. Dạ. Trời ơi, có gì nói lại ố hình chân à. Không, nhưng mà cô đẹp lắm đó cô. Chị hả, đẹp không? Đẹp. Trời, ở đây ai cũng khen cho người khen nữa được. Dạ. Khen nữa được. Rồi, cô chúc cô bán đá khách nha cô. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ. Khen gì vậy? Dạ. Bây giờ đi tiệm vàng quá trời luôn. Dạ. Dạ, quay cái tiệm mình luôn hả chú? Dạ. Đây, đây là hiệu buôn của cô chú đây, Hùng Hỷ. Vậy là chú tên Hùng, dạ chú tên Hỷ hả chú? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Và ở đây là thấy bán bánh kẹo Tết cũng rất là nhiều nè cô chú. Đồ đám hả chú? Dạ. Vô luôn ha. Dạ. Hồi xưa là gọi là hiệu buôn hả chú, bây giờ gọi là tạp quá hả chú? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Này giờ hiệu buôn chắc cũng lâu đời lắm rồi nè. Rồi, rồi, mấy chục năm rồi. Dạ. 30-40 năm rồi. Dạ. Mấy cái hộp đó là mình đựng cái gì trong đó chú? Cái đó là đèn cưới. Đèn cưới hả? Đèn đám cưới là tổ chức đó. Dạ. Đó. Đèn đèn đó. Dạ. Vậy là ai có đám cưới, đám tiệc gì vô đây? Đám tiệc vô đây. Với trà, cà phê. Trà, cà phê nè. Bánh rồi nữa. Bánh rồi nè, thì bánh là chủ lực. Dạ. Cô chú đây cũng lâu năm rồi hay cô chú? Cũng 30-40 năm rồi. Dạ. Đó, ai có xài gì ghé cô chú đây nha. Rồi, rồi. Con cảm ơn chú nhiều nha chú. Rồi, không có gì. Dạ, chúc chú mua bán đắt nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Chú rất là vui vẻ, vui quá đi. Dài đi tiệm vàng rồi. Đó. Cái tiệm vàng ở bên đây đông khách hơn á. Đây, phía trước này là nhà lồng chợ cái bàn cũ hồi xưa nè cô chú anh chị. Đây, cái chữ chợ thì nó cũng thấy coi chừng nó muốn gớt rồi kìa. Em sẽ đi cặp bên hông đây, dạo vòng cô chú chị xem. Chào chú, đang đợi ai vậy chú? Đợi bà xã đi chợ. Dạ. Ồ, dài dài kia bên hông đây có bán những cái bịch hoa mai để trang trí Tết này nè. Hoa mai, hoa đào. Hoa mai, hoa đào. Trang trí sân, trang trí Tết. Rồi đồ Noel nữa nè. Đó. Nhà lồng này giờ tận dụng như bán bách quá rồi cô chú anh chị. Bán quần áo may sẵn rồi mùng mền chiếu gối rồi các loại ha. Thôi em sẽ vòng ra nha. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Dạ. Hoàn cảnh lại nữa cô bác anh chị ơi. Rồi. Hoàn cảnh của mình sao vậy ông? Hoàn cảnh già cả rồi buôn bán không được thì bán vô tố rồi bị điện tim nữa. Dạ. Mình bị bệnh tim lâu chưa ông? Nay là 2 năm. 2 năm rồi hả? Dạ. Một ngày ông bán được nhiêu tờ vậy số? Dạ, 50 có, tại để đâu đi nổi. Mình dạ. Đi đâu nổi. Dạ. Rồi dạ. Năm nay ông mấy mươi rồi không? 74 rồi. Dạ. Rồi ông ở với ai không? Có hai vợ chồng với thằng con bệnh thôi. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi là phải nuôi nó này kia rồi. Dạ. Con cũng ở đây thay mặt cho chú Phúc với cô Minh gửi tặng cho ông một phần quà 200 để phần nào tiếp ông trong cuộc sống nha ông. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, rồi con gửi lời cảm ơn tới cô bác anh đi. Dạ. Rồi, mình đi dài dài tiếp tục với cô chú anh chị. Khu phía trước bên đây có bán gà vịt rồi nè, rồi thịt heo rồi, chợ bên đây bán cũng đầy đủ lắm. Giờ bên đây bán đồ cúng, nhà lầu rồi nè, xe hơi, trang hờ rồi luôn. Bên đây là cặp bên mé tay trái nhà lồng chợ cái bè. Bên đây bên hông bên tay trái thì bán gia vị tập quá các loại nha cô chú.
đồ sấy khô rất là nhiều luôn nè, sườn non sấy khô, rồi nấm này nấm kia sấy khô. 618, 16. Đây là bột khô nhỏ 4.000 Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi, thì em sẽ đi vòng hết cái phía sau chợ này, rồi em sẽ tổng kết số tiền của cô bác Mạnh Thường Quân sáng giờ trao tặng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu thì xin thông báo với cô chú anh chị mình. Cô bác Mạnh Thường Quân cùng nắm với em luôn nha. Giờ này thì cũng tan chợ rồi, đi chợ hết khách rồi. Thấy không, có vui không? Đó. Quá trời đồ luôn. Rồi mang mấy cái giỏ. Đẹp quá ha. Chợ nhà lòng cái bè cũ này thấy cũng dài ghê nè. Rồi thì em xin phép là tạm gác máy để tổng kết số tiền nha cô chú anh chị. Dạ rồi thì em mới vừa tổng kết xong số tiền của cô bác Mạnh Thường Quân xong nha cô chú anh chị. Thì hiện tại là em đang có mặt ở phía sau chợ cái bè nè. Ở đây em thấy bà con để bán đồ trang trí Tết quá trời nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Để em quay vòng đây rồi em tổng kết lên cho cô bác anh chị mình cùng nắm với em, cô bác Mạnh Thường Quân cùng nắm với em nha. Wow, quá đầy, quá trời đồ trang trí Tết luôn nè, những cái miếng liễn trang trí Tết nè, miếng bảng nè. Mây trời lồng lộng không phủ kính công cha, mây trời lồng lộng không phủ kính công cha. Tết cổ truyền, Tết an khang thịnh vượng, quá trời luôn nè. Đó. Đây là khu vực nhà lồng ở phía sau chợ cái bè cũ nha cô chú. Đó, rất là nhiều đồ trang trí Tết luôn. Đó. Có những cái lồng đèn nữa nè. Ngang đây quá trời nôn Tết luôn. Dạ rồi thì em xin đọc số tiền sáng giờ trao tặng của cô bác Mạnh Thường Quân bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, cùng mời cô bác anh chị mình cùng nắm với em nha. Thì ở trong video clip này em có sử dụng số tiền của chị Tiết ở Mỹ là 1.6 triệu để gửi tặng tới một số bà con ở chợ đây. Thì ở video clip trước em còn giữ lại số tiền của chị Tiết là 1.620.000 trừ cho video clip này 1.6 triệu, thì em còn giữ lại số tiền của chị Tiết 20.000 của chú anh chị mình ơi. Thì em thay mặt bà con nhận quà cảm ơn chị Tiết rất là nhiều nha, chúc chị và gia đình luôn luôn vui vẻ, bình an, mạnh khỏe. Số tiền 20.000 còn lại thì em xin phép thực hiện ở những video clip khác nha. Rồi tiếp theo thì là số tiền của chú Phúc và cô Minh và những người bạn của cô. Thì ở trong video clip này em có sử dụng số tiền của cô chú và những người bạn của chú á, là 830.000 là mua số cá, số lươn, số ếch để giúp cô chú thả phóng sanh. Thì trong đó là cô chú có kêu em là lấy tổng số tiền cô chú gửi cho em á, thì kêu lấy 6 triệu ra để mua cá, mua những cái con vật thả phóng sanh giùm cô chú và những người bạn của chú ha. Thì ở đây là ở clip trước em còn giữ lại cái số tiền thả cá là 4.480.000 đó. Thì em chích 830.000 ra để mua hả nha cô chú anh chị. Nhưng mà em sẽ tổng kết lại luôn là số tiền trao tặng rồi hả cá luôn nha. Thì trong video clip này em có sử dụng tổng số tiền luôn là 2.230.000 đó, là để giúp đỡ hoàn cảnh của bà con dài gặp ở đây. Thì ở trước em còn giữ lại số tiền tổng của cô chú là 9.130.000 trừ cho ở clip này 2.230.000, thì em còn giữ lại số tiền của cô chú là 6.900.000 đồng. Thì số tiền còn lại em xin phép thực hiện ở những video clip khác. Dạ con thay mặt bà con nhận quà cảm ơn chú Phúc và cô Minh và những người bạn của cô rất là nhiều luôn. Thì ở đây con xin phép là đọc tên lên để con cảm ơn những người bạn của cô nha. Ở đây thì là có cô Thanh Đạo và cô Nguyên Phương, chú Tâm Thiện đồng hành cùng với chú Phúc và cô Minh ha, để gửi phần quà này á cho em trao tặng bà con. Dạ, con cảm ơn cô chú rất là nhiều, chúc cô chú và gia đình bình an mạnh khỏe nha. Dạ rồi thì trong clip này em chỉ có sử dụng số tiền của hai Mạnh Thường Quân nhà Hảo Tâm với cô chú anh chị, còn
tiền ở đây, em còn giữ của cô bác Mạnh Thường Quân, em cũng xin đọc lên luôn nha. Trong video clip này không có sử dụng. Thì là có chú Phúc Cao. Thì ở clip trước em còn giữ lại số tiền của chú Phúc Cao là 4.804.000. Thì trong video clip này em không có sử dụng, thì em sẽ sử dụng những video clip khác. Còn cảm ơn chú Phúc nhiều, chú Phúc, chú có xem được thì thông cảm cho con sẽ dùng số tiền của chú thực hiện những clip khác nha. Ông chú đừng buồn. Dạ, ở đây còn số tiền của bác Tiến và cô Dân em còn giữ ở đây là 3.230.000. Thì số tiền này cũng không, em không có sử dụng trong clip này luôn, thì em sẽ thực hiện lại những video clip khác. Mong bác Tiến và cô Dân có xem clip được thì cũng đừng có buồn con nha, để con thực hiện từ từ chứ nhằm khi á cô chú anh chị em lấy tiền của nhiều cô bác ra rồi em trao tặng một lượt á, khi nó lộn xộn cái khó tính cho em quá, cho nên là bây giờ em rút kinh nghiệm lại là em sẽ trao tặng phần quà của từng cô chú dần dần để cho nó dễ tính cô chú ơi. Chứ như đợt trước tặng một lần nhiều cô bác lại cái nó lộn xộn lâm la, em tính nhức đầu quá trời luôn. Thì mong rằng cô chú anh chị thấu hiểu cho em nha. Rồi thì em mới vừa tổng kết xong hết số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân, bây giờ em xin phép được tắt máy. Xin chào cô chú anh chị mình và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở một video clip mới nhất của em nha. Dạ rồi, bye bye. Và còn quên nữa, quên cảm ơn bà con ở chợ, chợ đã cho em quay hợp tác với em, giúp đỡ em thực hiện trọn vẹn cái video clip này. Cảm ơn bà con và các bè rất là nhiều, cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành và quan tâm theo dõi đến hết video clip của em. Xin kính chúc hết toàn thể của cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở một video clip mới nhất. Bye bye.